Kính thưa đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, thưa đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh đoàn, các đồng chí cán bộ đoàn thanh niên, thưa tất cả các đồng chí và các bạn. Tôi về Đồng Tháp cũng đã được đôi lần, nhưng mà riêng lần này với tôi có rất là nhiều cảm xúc. Tôi xin chia sẻ với các bạn mấy cái điều như thế này. Tỉnh Đồng Tháp của chúng ta có dân số lớn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đang trên đà phát triển bền vững. Đấy là một cái điều rất là có triển vọng. Tôi được biết là trong tỉnh ta bây giờ có tới 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. Tỉnh Đồng Tháp của chúng ta có một điểm rất là đặc biệt so với các địa phương khác. Người ta gọi là xứ sở của đất sen hồng mà các đồng chí. Và đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm rất thiêng liêng, đầy xúc động về cuộc đời sự nghiệp của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, là thân sinh ra Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Tỉnh Đồng Tháp của chúng ta còn có câu chuyện về người anh hùng quân đội ở mức huyền thoại. Chắc các bạn đều biết ở Lai Vung là nơi mà anh hùng đại tá lực lượng vũ trang quân đội chúng ta, người phi công huyền thoại thời chống Mỹ, đã ra đi, đã về với Bác Hồ rồi. Và đoàn thanh niên của tỉnh đã có một cái sáng kiến là kỷ niệm 100 ngày mất của người anh hùng huyền thoại ấy đấy, đã làm xong một chiếc cầu cho địa phương. Thì đây là một cái cử chỉ rất là cao quý, tình nghĩa. Và tôi rất mong là thanh niên tuổi trẻ Đồng Tháp chúng ta sẽ kế tục truyền thống anh hùng của các bậc cha anh để xứng đáng là tuổi trẻ của thời đại Hồ Chí Minh. Một cái tin vui nữa, mà đây là điều làm tôi rất xúc động. Đúng ngày 26 tháng 3 tới đây, vào dịp sinh nhật đoàn 90 năm lịch sử quang vinh của đoàn, thì thường trực tỉnh ủy sẽ có một cuộc làm việc và đối thoại với tuổi trẻ Đồng Tháp qua cơ quan của tỉnh đoàn. Đây là một cái điều chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của nhà nước với tuổi trẻ. Mà sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các sở ban ngành của tỉnh ngày hôm nay cùng dự với tuổi trẻ Đồng Tháp là một cái minh chứng rất sinh động. Tôi xin chúc cho tuổi trẻ Đồng Tháp nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta đấy vững bước tiến lên dưới lá cờ của Đảng và xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân. Chúc cho tỉnh Đồng Tháp của chúng ta, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững hơn nữa. Bây giờ tôi xin phép được trình bày vào câu chuyện của ngày hôm nay. Thời gian của chúng ta thì rất là eo hẹp, chỉ có mấy tiếng buổi sáng thôi mà ta phải điểm lại lịch sử của đoàn thanh niên 90 năm. Và câu chuyện về lịch sử đoàn thanh niên ấy gắn chặt với lịch sử đảng ta, với dân tộc chúng ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Cho nên nếu nói một cách giản dị thì câu chuyện của chúng ta hôm nay là Bác Hồ với thanh niên và thanh niên với Bác Hồ. Nói rộng hơn là cả tuổi trẻ, vì Bác đặc biệt quan tâm tới thiếu niên nhi đồng. Cho nên tôi có trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn này là trong công tác của đoàn thanh niên phải đặc biệt chú trọng một cái cơ quan chuyên môn là Ban Thanh niên Trường học, bao gồm cả đội thiếu niên tiền phong. Và các đồng chí nên có một quan hệ hợp tác thường xuyên bền chặt với sở giáo dục, các cơ quan giáo dục, để đặc biệt chăm lo đến các trường học, nhất là trường tiểu học, nhất là thiếu niên nhi đồng, xoay xung quanh câu chuyện năm điều Bác dạy thiếu nhi. Đấy chính là một sự chủ động tích cực chuẩn bị cho thế hệ trẻ của chúng ta trong tương lai đấy phát triển ngày càng tốt đẹp và sẽ giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Đấy là điều mong muốn tốt lành mà thế hệ những người đi trước muốn gửi gắm đến tuổi trẻ chúng ta. Thưa tất cả các đồng chí và các bạn, cũng vì nội dung phong phú và sâu sắc như thế trong ngày hôm nay,
cho nên tôi xin phép được trình bày liên tục. Ta không bố trí nghỉ giải lao. Đồng chí nào có nhu cầu cần phải ra ngoài thì các đồng chí cứ tự nhiên rồi ta lại trở lại nhé. Vì ta chỉ có thể kết thúc vào sáng hôm nay thôi. Năm nay đấy, dồn dập biết bao nhiêu sự kiện. Mà sự kiện nào cũng nhắc nhở chúng ta nghĩ đến Bác Hồ cả. Các đồng chí thử hình dung xem, năm nay là tròn 110 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước. Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, Bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước lúc còn rất trẻ, có 21 tuổi, tức là tuổi thanh niên. Và sau một cuộc hành trình lịch sử 30 năm đi vòng quanh thế giới, qua các châu lục và đại dương, qua gần 40 nước và vùng lãnh thổ khác nhau lúc bấy giờ, Bác đã về đến Bắc Bó Cao Bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lúc đó Bác Hồ đã 51 tuổi. Để rồi 4 năm sau, cách mạng tháng 8 thành công, Bác đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 55 tuổi. Và 56 tuổi đấy, nước ta đã có quốc hội khóa đầu tiên mà do chính Bác là người chỉ đạo sáng lập. Bác lại là người trực tiếp soạn thảo hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946, đặt nền móng cho nhà nước dân chủ pháp quyền Việt Nam. Bác 56 tuổi. Rồi toàn quốc kháng chiến xảy ra, Bác cùng với cơ quan đầu não của Trung ương lại rời Hà Nội về Việt Bắc để chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm làm nên đỉnh cao Điện Biên Phủ, mà đều gắn với thanh niên cả. Thế thì năm nay đấy là 110 năm ngày Bác đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác về đến Bắc Bó Cao Bằng, và năm nay chúng ta cũng kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. Đấy, thì tuổi trẻ đoàn thanh niên của chúng ta đấy kỷ niệm về Bác, về Đảng, về dân tộc mình gắn chặt với những sự kiện như thế. Còn riêng về đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như tên gọi hiện nay, thì tất cả chúng ta đều biết là lịch sử đoàn đã trải qua 90 năm với rất nhiều tên gọi khác nhau. Đấy. Đảng ra đời năm 1930, thì ngay sau đó là tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản ra đời năm 1931, mà chúng ta kỷ niệm năm nay là tròn 90 năm. Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp, và mở ra một triển vọng tươi sáng cho sự phát triển đất nước ta, thì tuổi trẻ cũng bắt đầu khẩn trương cho sự kiện chính trị của đoàn vào sang năm, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Các bạn đang chuẩn bị cả. Đấy. Đặc biệt nữa, trong lịch sử đoàn ta đấy, thì từ tên gọi đoàn thanh niên Cộng sản này, đoàn thanh niên Dân chủ này, đoàn thanh niên Phản đế này, đoàn thanh niên Cứu quốc, đoàn thanh niên Lao động, và đến khi Bác Hồ mất đấy, thì thể theo nguyện vọng của tuổi trẻ, Đảng ta cho phép đoàn ta mang tên là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Rồi sau khi mà đất nước thống nhất, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chúng ta là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ. Đấy là một tên gọi rất thiêng liêng. Nó cũng giống như ở Liên Xô trước đây đấy, là Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin. Từ tổ chức đầu tiên, nhen nhúm đầu tiên chỉ có vài ba thanh niên thôi, mà bây giờ đội ngũ đoàn ta hùng hậu đến hàng chục triệu đoàn viên thanh niên như thế này trong cả nước. Đấy. Riêng Đồng Tháp thôi đấy, 7 vạn đoàn viên thanh niên và hàng chục vạn thanh niên, thì có thể coi đây là lực lượng lao động nòng cốt để phát triển cho tỉnh và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Cho nên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đoàn không chỉ là tự hào của tuổi trẻ đâu, mà đây là tự hào của tất cả mọi người chúng ta, có thể nói là của cả nước. Bởi vì trong cuộc đời ai cũng trải qua một lần là thanh niên. Cho nên Bác Hồ rất tinh tế ở chỗ Bác nói đến thanh niên già, thanh niên trẻ và thanh niên tương lai.
thanh niên hiện nay là thanh niên thời hiện tại này này, là thanh niên trẻ, là lực lượng nòng cốt xung kích. Bác nói là thanh niên phải tiếp sức cho thế hệ thanh niên già và chăm lo bồi dưỡng thế hệ thanh niên tương lai mà bây giờ còn đang là các cháu thiếu niên nhi đồng. Và đây là nhiệm vụ của các bạn đoàn viên thanh niên, của các anh các chị phụ trách đối với các cháu, các em của chúng ta. Và chúng ta nói đến lịch sử đoàn của chúng ta đấy, ta gắn liền với hai cuộc kháng chiến thần thánh. Kháng chiến chống Pháp 9 năm trường kỳ ở Việt Bắc, mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ, với người anh hùng đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp của chúng ta. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể nói là kéo dài 1/5 thế kỷ, nếu tính từ sau Hiệp định Geneva đến khi mà đất nước hoàn toàn giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng là tròn 1/5 thế kỷ. Còn nếu nói tính từ ngày đầu đấy, ngay sau thắng lợi cách mạng tháng 8, thực dân Pháp lại dã tâm xâm lược Việt Nam một lần nữa, và tiếng súng lại nổ ra ở Nam Bộ, gọi là Nam Bộ kháng chiến ngày 23 tháng 9 năm 45, thì dân tộc Việt Nam đã đi qua một cuộc chiến tranh 1/3 thế kỷ. Mất mát hy sinh là vô cùng to lớn, nhưng mà thắng lợi thì rất vĩ đại, mang tầm vóc của thời đại, của thế giới cơ, để có một dân tộc Việt Nam hùng cường mà chúng ta tự hào như ngày hôm nay. Đấy là đóng góp của tuổi trẻ chúng ta mà ai ai cũng có quyền tự hào và trân trọng. Một điểm nữa, lịch sử đoàn thanh niên của chúng ta hiện nay đang ở trong thời kỳ bước ngoặt, thời kỳ của đổi mới, của hội nhập, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nó làm đảo lộn hầu hết tất cả trong tư duy, lối sống, quan niệm đến mô hình phát triển của chúng ta. Mà người đóng góp tốt nhất, có cơ hội thành đạt nhiều nhất vào bối cảnh này không ai khác chính là tuổi trẻ thanh niên. Từ thanh niên nông thôn đến thanh niên đô thị, từ nông dân, công nhân, trí thức, các doanh nhân thành đạt, và đến cả những lớp thanh niên trong tương lai là các cháu học sinh hiện nay. Hôm qua chúng ta có nghe tin là chúng ta tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ ưu tú nhất của cả nước không? Đấy. Và ở Đồng Tháp này cũng có nhiều thanh niên có thành tích xuất sắc, trong đó có công an, được khen thưởng. Nhưng mà 10 gương mặt tiêu biểu của cả nước, của thế hệ trẻ Việt Nam đã được tôn vinh, chính là niềm tự hào của Đảng, của dân tộc, của nhân dân vào thế hệ trẻ. Chúng ta biết là Đảng ta và nhà nước ta thường khen thưởng tôn vinh bằng các cái huân chương cao quý. Ở đây có đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục của tỉnh. Tôi có thể nói một cái chi tiết này. Các bạn có hình dung nổi là Thủ tướng Chính phủ quyết định trao huân chương lao động hạng nhất cho một cháu học sinh 17 tuổi vì đã giành giải thưởng huy chương vàng trong cuộc thi quốc tế, đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Huân chương lao động hạng nhất các bạn nhé, dành cho một cháu học sinh 17 tuổi. Trong khi đó đấy, cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước của chúng ta phấn đấu lao động, giành thành tích xuất sắc, có khi chỉ là huân chương lao động hạng 3 thôi. Thậm chí là có khi cũng chẳng có tấm huân chương nào đâu. Tôi nói như vậy để các bạn cùng nhau cảm động thấy một điều này này. Đảng và nhà nước ta thực sự tôn trọng nhân tài, hiền tài của đất nước. Và có lẽ trong cuộc đối thoại sắp tới giữa tỉnh ủy với tỉnh đoàn, tôi rất mong các bạn đặt vấn đề chính sách đặc biệt đối với trọng dụng nhân tài tuổi trẻ của chúng ta. Vì phải bắt đầu từ cái đột phá này này thì mới dẫn đến sự phát triển nhanh và bền vững được. Mà tuổi trẻ Việt Nam tiềm tàng biết bao nhiêu tài năng sáng tạo về mọi lĩnh vực, không thua kém bất cứ một quốc gia nào đâu. Nếu như chúng ta có chính sách tốt, động lực phát triển tốt ấy, thì cả một cái kho tàng tài nguyên đó sẽ được mở rộng, sẽ được phát triển và nhân lên. Đấy chính là tiềm năng của tuổi trẻ chúng ta, trong đó có tuổi trẻ Đồng Tháp. Tôi muốn nói đến một cái chi tiết nữa mà nhân kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn ta, lịch sử rất vẻ vang cùng với lịch sử của Đảng.
các bạn có thể tự hào một cái điểm như thế này. Trong lịch sử đảng ta đấy, thì tổ chức tiền thân của đảng hóa ra lại là tổ chức thanh niên. Đấy. Bác Hồ sáng lập cái nhóm thanh niên cách mạng yêu nước là Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí. Mà có khi ta gọi là Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Đúng không? Đấy là tiền thân của đảng. Tổ chức tiền thân của đảng lại là tổ chức thanh niên, tổ chức tuổi trẻ. Không phải nước nào cũng được như vậy đâu. Và điểm này đấy có thể coi là một cái điểm lấp lánh, điểm sáng đặc thù trong lịch sử đảng, lịch sử đoàn ta. Mà bác đấy thì có thể nói là dành tất cả tình thương yêu, tin cậy, tâm huyết để giáo dục thế hệ trẻ cho đến tận cuối cùng. Ngay cả khi viết di chúc, bác cũng dành cho tuổi trẻ những cái lời cảm động nhất, tin yêu nhất. Ta hãy trở lại cái sự kiện là năm 1925 nhé. 1925, tức là trước khi đảng ta ra đời 5 năm cơ. Năm 1930 đảng ta mới ra đời, thì từ năm 1925, bác Hồ lúc đó là Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở nước Pháp, ở phương Tây. Bác đã viết một tác phẩm nổi tiếng là Bản án chế độ thực dân. Đấy. Thực dân Pháp đấy. Cái công trình lý luận đồ sộ này của Nguyễn Ái Quốc mà bác viết bằng tiếng Pháp đấy, được coi là tác phẩm lý luận Marxist đầu tiên ở Việt Nam. Đấy. Và đây chính là một văn kiện chính trị pháp lý lên án và kết tội chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương. Nhưng mà cũng chính trong tác phẩm này, bác lại đưa ra một lời cảnh báo, một lời thức tỉnh đối với thanh niên. Và các bạn thanh niên, nhất là các thủ lĩnh thanh niên, không bao giờ được quên câu này của bác nhé. Bác cảnh báo như thế nào? Bác nói là hỡi Đông Dương đáng thương hại, ngươi sẽ chết mất với đám thanh niên sớm già của ngươi nếu không sớm hồi sinh. Thế là trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, nô lệ mà. Việt Nam lúc bây giờ là cái tên trên bản đồ thế giới không có đâu. Và tuổi trẻ lầm đường lạc lối, do chưa được dẫn dắt bởi lý tưởng cách mạng, xa vào ăn chơi hưởng lạc trong cái sự đô hộ ngu dân thống trị của thực dân đế quốc, đã mất phương hướng. Và bác đi tìm đường cứu nước, thì bác tâm niệm một điều là thức tỉnh thanh niên. Bắt đầu bằng sự thức tỉnh thanh niên, bắt đầu từ việc khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho tuổi trẻ thanh niên. Trên cái câu của bác đấy, đã cách xa bao nhiêu năm tháng, gần một thế kỷ rồi. Nhưng mà có thể nói là mãi mãi vẫn còn có giá trị thức tỉnh cho chúng ta. Hỡi Đông Dương đáng thương hại, ngươi sẽ chết mất nếu đám thanh niên chóng già của ngươi, sớm già của ngươi mà không sớm hồi sinh. Già đây tức là lão hóa về tinh thần, lão hóa về tư duy và tư tưởng, chứ không phải già về thể xác đâu. Đấy. Thì để thấy một điều là đấy là một sự chủ tính rất sâu sắc của người, mà bác cũng là tuổi thanh niên. Thì đấy là điểm thứ nhất. Bây giờ để hiểu được giá trị tư tưởng di sản Hồ Chí Minh dành cho thanh niên và cho đoàn thanh niên chúng ta, thì ta hãy bắt đầu bằng một cái tiền đề lý luận. Hôm nay tôi phải nói kỹ những cái luận điểm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về thanh niên để làm tiền đề cho chúng ta hiểu rõ những cống hiến của Hồ Chí Minh với tuổi tới thanh niên của chúng ta, với tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn có biết là nó có một cái quy luật của đời sống là những gì làm được sự nghiệp lớn ấy, thì thường bắt đầu từ lúc còn tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng ta đấy, mà nếu quy ước một cách tương đối đấy, là để chỉ thanh niên, những người từ 15 tuổi đến khoảng 30 tuổi. Còn thủ lĩnh thanh niên, cán bộ đoàn thì có thể nhiều hơn. Cho nên là 10 gương mặt trẻ đấy là giới hạn tới dưới 35 tuổi là vì vậy. Thì các bạn có hình dung được là tuổi thanh niên rất ngắn không? Trong cả cuộc đời của một con người, tuổi thanh niên là một cái khoảng thời gian rất ngắn và trôi đi rất nhanh. Nếu không khẩn trương làm được những gì có ý nghĩa từ khi còn tuổi trẻ,
thì rồi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Với thanh niên, nhân ngày hội của các bạn, tôi muốn truyền đi một thông điệp. Thời gian ủng hộ chúng ta, nhưng thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Đấy. Lãng phí thời gian là lãng phí lớn nhất mà nhiều khi chúng ta không ý thức được. Đã trôi qua không bao giờ lấy lại được. Chuyên tuổi trẻ đấy, với ý chí, hoài bão và nghị lực, phải cướp lấy thời gian, phải làm chủ thời gian để sống một cuộc sống tuổi trẻ đầy năng lượng, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Và đấy là dấu ấn trong cả cuộc đời nữa. Thì tôi muốn nêu như vậy để các bạn thấy là những gì làm được việc lớn ấy, từ các bậc vĩ nhân thiên tài đến người thường ấy, đều thường diễn ra trong tuổi thanh niên. Mà chỗ này ấy, nhà trường là rất quan trọng. Các nhà giáo có một sứ mệnh rất vẻ vang là thức tỉnh, truyền cảm hứng, truyền lửa cho thế hệ trẻ để ý thức được cái giá trị của chính họ. Marx, ông tổ của chúng cộng sản ấy, đã mang dấu hiệu của một thiên tài khi mới có 15 tuổi. Các bạn đều biết cả, từ tuổi học sinh trung học 15-16 tuổi mà lúc tốt nghiệp ấy, Marx đã ghi trong cái bài luận văn của mình tốt nghiệp như thế này này. Lúc bây giờ người ta ra cho Marx một cái đề thi, ta gọi là tập làm văn đấy, đúng không? Ý nghĩ của người thanh niên khi chọn nghề 15 tuổi mà Marx viết như thế này nhé. Ta phải chọn một nghề nào khả dĩ đem lại hạnh phúc nhiều nhất cho nhân loại khổ đau. Nếu chỉ vì hạnh phúc riêng của ta thôi, ta có thể trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, một luật sư, một học giả. Nhưng như vậy thật là tầm thường, vì nó chỉ gói gọn trong hạnh phúc cá nhân thôi. Không, đời ta phải dâng hiến tất cả cho cuộc sống của người cần lao, tức là người nghèo khổ. Mà Marx đâu có nghèo khổ. Marx là sinh trưởng trong một gia đình trung lưu quý tộc. Mà ông từ bỏ địa vị xuất thân của mình, dấn thân vào cuộc chiến đấu giải phóng người nghèo. Bây giờ ta gọi là người vô sản, người lao động. Marx 15 tuổi. Để đến khi tốt nghiệp trung học, ông vào học đại học. Ông nghiên cứu cả sử học, luật học, kinh tế học và triết học. 21 tuổi mà Marx đã giành bậc tiến sĩ triết học. Nhưng mà Marx là một thanh niên đầy nhiệt huyết và đam mê, lại có một trái tim đa cảm. Marx yêu sớm lắm đấy các bạn. Yêu từ khi còn là học sinh, sinh viên. Ông yêu một người phụ nữ đẹp nhất của nước Phổ, lúc bây giờ là bà Jenny. Thế mà ông trong giảng đường ông toàn làm thơ tình tặng Jenny cả thôi. Cái điều ấy bố của Marx biết. Bố của Marx là một luật sư, gọi là trạng sư Henrik Marx, một người cha lý tưởng. Ông viết cho con trai yêu quý của mình một bức thư, nói như thế này nhé. Con cần phải chuyên tâm vào việc học hành hơn nữa để xứng đáng với Jenny, người bạn gái lý tưởng của con. Ông hoàn toàn ủng hộ con trong cái mối tình này và của cả gia đình ta nữa. Nếu cảm giác không đánh lừa cha, thì cha tin rằng trong tương lai con không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình của Jenny, mà con còn là niềm kiêu hãnh của cả nhân loại. Thế thì tư chất của Marx phải như thế nào mà bố của Marx mới đánh giá con mình như thế chứ? Và quả nhiên, 21 tuổi là tiến sĩ triết học, 30 tuổi ông được coi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tư tưởng châu Âu. Mà ngay cái việc viết luận án tiến sĩ triết học của Marx ấy cũng rất là kỳ lạ. Thời bây giờ làm gì có thầy hướng dẫn như bây giờ. Ông tự làm lấy luận án chứ. Ông chọn cái đề tài khó nhất trong lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại. Và ông tự tin gửi đến một hội đồng bác học để đánh giá cái luận án này. Từ lúc gửi đi đến khi nhận được kết quả hồi âm đấy, chỉ có 2 tuần lễ đấy các bạn. Cái nền giáo dục tư sản mà ta vẫn phê phán đấy, nhưng mà từ hồi đó nó đã văn minh đến như vậy. Và cái bức thư mà Marx nhận được từ cái hội đồng bác học này là thế này này. Với bản luận án xuất sắc này,
ông hoàn toàn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ. Từ nay trở đi, tiến sĩ Mark không phải thi thêm bất cứ một môn nào nữa. Đấy. Tôi nhắc điều này để các bạn trẻ đang học hành nghiên cứu nhé, đang làm luận án khoa học nhé, hãy học lấy cái phẩm cách độc lập sáng tạo đó. Đấy, thiên tài phát triển rất sớm. Thiên tài không chờ đợi thời gian, không chờ đợi năm tháng, nó vượt trước cơ mà. Còn Engel, người bạn lý tưởng của Marx, được gọi là cái tôi thứ hai của Marx đấy. Năm năm vừa qua ta vừa kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Ông là con một gia đình đại tư bản, nhưng mà đi theo cách mạng, dấn thân vào sự nghiệp giải phóng những người nghèo khổ và chia sẻ ngọt bùi cay đắng với Marx suốt 40 năm. Nói cụ thể hơn là ông nuôi cả gia đình Marx suốt 40 năm. Đến mức Lenin nói là trong lịch sử thế giới, giai cấp vô sản tự hào về những lãnh tụ của mình, tức là Marx Engels, đã làm nên một tình bạn vĩ đại và cảm động, vượt lên mọi câu chuyện cảm động về tình bạn xưa nay, tức là đi chuyện cổ tích vậy. Đấy là Engels. Engels còn là người mà tự học thôi. Chỗ này là rất rất gần Bác Hồ của chúng ta, toàn tự học thôi. Con nhà đại tư bản mà lại không được học, thấy có lạ không? Vì bố Engels chỉ muốn cho con đi buôn, chứ chỉ cho con học hết trung học thôi. Còn toàn làm thư ký hãng buôn cả. Ông toàn dành toàn bộ thời gian đó để tự học. Engels là lãnh tụ của thế giới đứng đầu về ngoại ngữ. Ông làm chủ 35 thứ tiếng. Để các bạn học, các bạn trẻ học Bác nhé. Bác nói thế này này, đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Engels khiêm tốn đến mức cao thượng, dành tất cả ánh sáng vào cho Marx. Ông lùi ra xa, rất là khiêm nhường, dù ông làm được rất nhiều điều vĩ đại cho Marx. Ông là người trực tiếp đọc điếu văn cho Jenny, tức là vợ Marx, khi bà mất, mất trong một cơn đau đớn, bệnh tật đau đớn. Rồi Engels lại đọc tiếp điếu văn cho Marx, người bạn của mình. Và Engels hiểu Marx đến như thế này nhé. Bao giờ trên bàn làm việc của Marx cũng có bức ảnh của người cha thân yêu mà ông coi là thần tượng và lý tưởng, thì chính Engels đã tự tay mình đặt tấm ảnh của bố Marx vào trong quan tài của Marx trong lễ tang. Đủ hiểu là họ sống với nhau tình nghĩa sâu sắc đến như thế nào. Và khi mất đấy, Engels có di chúc lại là toàn bộ tài sản cơ nghiệp dành cho phong trào công nhân và chia phần tài sản còn lại cho những người con gái của Marx mà ông nuôi như một người cha thực sự, vì bản thân Engels không có con cái. Đấy. Tôi nêu qua một vài sự kiện như vậy để chỉ cốt chúng ta liên tưởng đến Bác Hồ của chúng ta. Cái gì làm được từ khi còn trẻ tuổi đấy là rất có ý nghĩa, mà đã không làm được thì không bao giờ có cơ hội nữa đâu. Cho nên tuổi trẻ luôn luôn giác ngộ về vấn đề thời gian là như vậy, nhất là trong xã hội hiện đại như ngày nay. Tôi nêu một sự kiện tiếp theo. Năm 1925, Bác sáng lập ra tổ chức cách mạng đầu tiên của thanh niên, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí. Nó là một cái tổ chức hội, gọi là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, gọi theo tiếng Hán. Các bạn có nghe nói người anh hùng Lý Tử Trọng không? Mà ta vừa mới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông cách đây một thời gian. Lý Tử Trọng là học trò xuất sắc đầu tiên của Bác Hồ đấy, là hạt giống cộng sản đầu tiên của tuổi trẻ Việt Nam đấy. Bác chọn những thanh niên ưu tú nhất đi đào tạo, gửi sang Liên Xô, gửi sang nước Nga, tổ quốc của Lenin đào tạo, viết thư cho quốc tế cộng sản đề nghị giúp đỡ thanh niên Việt Nam. Và bác tin tưởng mãnh liệt là từ những con chim non cộng sản này, chỉ có một nhóm thôi mà, từ những con chim non cộng sản này rồi sẽ nở ra cả một bầy chim cộng sản. Đấy là đảng ta, là cách mạng Việt Nam sau này. Cho nên nói đến lịch sử đoàn đấy, tuổi trẻ nên ý thức một điều là bắt đầu từ tổ chức thanh niên mà tổ chức đảng cách mạng Việt Nam.
Cho nên đảng ta là một đảng rất trẻ, mang tâm hồn thanh niên là vì vậy. Nhất là đảng viên là đang là tuổi thanh niên. Đến đây, ta lại bắt gặp một câu nói đầy cảm động của Marx Engels. Câu nói thế này nhé. Đảng của chúng ta là đảng của tương lai. Mà tương lai lại thuộc về thanh niên. Cho nên đảng của chúng ta cũng là đảng của thanh niên. Đảng của chúng ta là đảng của những người đổi mới. Mà đổi mới là một nhu cầu thanh niên rất là nhạy cảm. Thanh niên thường đi tiên phong trong cái mới và đổi mới. Cho nên đảng của chúng ta cũng là đảng của đổi mới của thanh niên. Và trước khi mất, Marx Engels có dặn lại giai cấp công nhân là tương lai của chủ nghĩa cộng sản, thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản phụ thuộc phần lớn vào việc đào tạo giáo dục thế hệ trẻ, con em của công nhân đang lớn lên. Trên bạn nào làm công tác phong trào, tức là công tác ở nông thôn và công và nông dân và công nhân ấy, bây giờ ta gọi chung là phong trào, thì ở đây nhớ là đào tạo thế hệ trẻ thanh niên từ công nhân, nhất là công nhân bây giờ là công nhân công nghiệp, công nhân trí thức, chứ không còn là công nhân cơ bắp như trước đây nữa, thì càng phải chú trọng cái lời của Marx. Thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản phần lớn tùy thuộc vào việc giáo dục đào tạo thanh niên đang lớn lên, con em của giai cấp công nhân, mà chúng ta đang rất cần cái lực lượng này trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Còn đến Lenin, Lenin là người truyền bá chủ nghĩa Marx vào nước Nga, sáng lập ra Đảng Cộng sản ở Nga, rồi lãnh đạo thành công cách mạng Nga là cách mạng tháng 10, cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử trong thế kỷ 20. Các bạn có biết là Lenin là người như thế nào không? Khi Marx mất ấy, Lenin mới có 13 tuổi. Khi Engels mất, Lenin mới có 25 tuổi. Mà đã là một nhà lý luận Marxist nổi tiếng rồi. Và ông chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi có 54 tuổi thôi. Chứ bác Hồ còn thọ được 79 tuổi. Lenin mất sớm lắm, lúc 54 tuổi. Lúc mà thiên tài đang phát triển rực rỡ nhất thì ông mất. Vì ông làm việc quá sức. Ông làm việc 20 tiếng một ngày đến kiệt sức. Trong hoạt động cách mạng, Lenin đã từng bị ám sát bởi một nữ gián điệp nữa. Cho nên ông cũng không thể thọ lâu hơn được. Mà Lenin mất trong hoàn cảnh chủ nghĩa xã hội mới chỉ đang là mầm mống thôi. Nước Nga thù trong giặc ngoài, trăm nghìn khó khăn, như kiểu nước ta thời kỳ năm 45-46 vậy. Lenin để lại cho đời một di huấn vĩ đại. Đó là chính sách cải cách chủ nghĩa xã hội bằng kinh tế. Ta gọi là chính sách kinh tế mới, mà các bạn học lý luận thì đều đã học cả. Tiếng Nga gọi tắt là NEP, tức là kinh tế mới. Còn bác thì gọi là tân kinh tế chính sách, tức là chính sách kinh tế mới gọi theo chữ Hán. 54 tuổi thôi mà Lenin để lại cho hậu thế chúng ta 9.000 tác phẩm. Các bạn có để cả cuộc đời cũng không đọc hết sách của Lenin đâu. 9.000 tác phẩm. Và trong đó Lenin dặn thanh niên như thế này này. Nhiệm vụ của thanh niên chỉ quy vào một chữ thôi. Đó là chữ học. Học nữa, học mãi. Bác Hồ đã từ tư tưởng đó của Lenin mà nói đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Lenin dặn là người ta chỉ có thể trở thành một người cộng sản. Chỗ này là đúng với tuổi trẻ chúng ta nhé. Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi đã làm giàu trí óc mình bằng sự thâu thái toàn bộ trí thức nhân loại. Chứ phải học. Lenin còn nhấn mạnh là nhưng người ta chỉ có thể trở thành một người cộng sản chân chính nếu biết sống, chiến đấu, lao động cùng với công nông. Tức là gắn bó chặt chẽ với công nông. Học trong sách vở, trong nhà trường, trong cuộc sống, học trong lý luận và trong thực tiễn. Cho nên thanh niên công nhân, thanh niên nông dân lúc này đang đứng trước một cơ hội cực kỳ to lớn để phát triển. Nó khác với công nhân truyền thống, khác với nông dân kinh nghiệm chủ nghĩa trước đây. Bây giờ phải thành những người công nhân, nông dân có học thức, hiện đại, có trí tuệ cao và có sáng tạo. Đấy, thì để các bạn vận dụng và thực tiễn những cái tư tưởng đó của các nhà kinh điển.
Đặc biệt nữa, Đảng ta và Bác Hồ, khi Bác còn là Nguyễn Ái Quốc, rồi sau này là Hồ Chí Minh, mà chúng ta chỉ gọi một tiếng trìu mến là Bác Hồ thôi là đủ. Ngay từ buổi đầu tiên sáng lập ra cách mạng, ra đảng, đã dành cho tuổi trẻ một sự quan tâm đặc biệt. Đặc biệt. Đấy. Nếu năm 1955, Bác có lời cảnh báo thanh niên trong tác phẩm Lên án chủ nghĩa thực dân, thì chỉ 20 năm sau, năm 1945, Bác viết tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bác đưa ra một tư tưởng rất lớn và hiện đại. Con người ta phải có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Suy rộng ra, tất cả các dân tộc trên thế giới đều bình đẳng và cũng phải có những quyền như thế. Thì suốt 91 năm lịch sử đảng ta, 90 năm lịch sử của đoàn là đang phấn đấu cho những quyền như thế. Mà Bác kết tinh vào ba cái giá trị: độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày nào ta cũng ghi trên công văn giấy tờ ba cái từ này trong cái tiêu đề. Nhưng mà ít ai để ý rằng đấy là khát vọng cả đời Bác đấy. Khát vọng cả đời Bác. Hôm nay có đồng chí trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy, tôi xin thưa với các đồng chí là chủ đề học Bác của năm nay và của toàn nhiệm kỳ khóa 13 có một điểm nhấn đặc biệt, đó là thức tỉnh khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển, khát vọng hiện đại để đạt cho được cái chân giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc. Mà đấy là khát vọng của Bác Hồ, tâm nguyện của Bác gặp gỡ được ước nguyện của toàn dân tộc. Đấy. Ta có nhớ thư Bác gửi cho thanh niên học sinh không? Khai giảng năm đầu tiên dưới chính quyền cách mạng. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không? Một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu, các em. Thì đấy là một thông điệp mà Bác Hồ gửi đến cho tuổi trẻ chúng ta xung quanh câu chuyện học là như vậy. Học nữa, học mãi. Mà đời Bác là một tấm gương mẫu mực. Nói đến lịch sử thanh niên và phong trào thanh niên nước ta, xin các bạn nhớ cho mấy cái điểm mốc rất quan trọng mà nó gắn với con người cụ thể, những tấm gương cụ thể để ta học suốt đời. Các bạn có biết là Bác ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mà cử Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng. Lúc đó Võ Nguyên Giáp bao nhiêu tuổi? Có 33 tuổi, tức là tuổi thanh niên, năm 1944. Bác nói là chính trị trọng hơn quân sự. Mỗi một cán bộ chiến sĩ quân đội trước hết phải là một nhà tuyên truyền. Chuyên tên là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chính trị trọng hơn quân sự. Người trước súng sau. Trong hoàn cảnh lúc bây giờ, tất cả phải dựa vào dân. Chỉ bằng nhiệt huyết, bằng lòng dũng cảm hy sinh, có dân giúp sức thì sẽ có tất. Chứ có cái chuyện là Bác khi phát hiện ra thời cơ cách mạng đã chín muồi rồi, Bác lập tức chuẩn bị về nước và đưa các đồng chí của mình cũng về nước cùng ở biên giới Việt Trung. Thế mà trong cái cuộc về nước ấy, Bác còn dặn thế này này: thời cơ đã đến rồi, chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng, chứ phải về khẩn trương lãnh đạo toàn dân cướp chính quyền. Nhưng mà tay trắng không có gì cả. Thế có người hỏi Bác là bây giờ về nước cướp chính quyền thì lấy đâu ra vũ khí? Bác nói thế nào? Bác nói là giả sử như bây giờ có vũ khí thì cũng lấy ai mà mang vác? Còn đang ở biên giới cơ mà. Cứ về đã, dựa vào dân, có dân giúp thì rồi sẽ có tất. Các đồng chí trong quân đội, trong công an, những lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang đây này, hãy nhớ những tư tưởng lớn đó của Bác. Mà Bác không chỉ có tư tưởng lớn, Bác còn chọn người thực hiện. Võ Nguyên Giáp được Bác chọn làm chỉ huy đội xung kích. Có 34 chiến sĩ mà hầu hết là người dân tộc thiểu số. Bây giờ tất cả số này đã về với Bác hết, với đại tướng hết. Lịch sử tiền thân của quân đội ta từ thanh niên mà ra là như vậy. Mà Võ Nguyên Giáp có 33 tuổi.
Một năm sau, chưa đầy một năm sau, cách mạng tháng 8 thành công. Đây cũng lại là một kỳ tích. Hiếm có một nước nào mà quân đội chưa đầy một tuổi mà đã làm nên cách mạng. Cách quân đội Việt Nam chưa đầy một tuổi còn đang rất thơ ấu mà làm nên sự nghiệp lớn. Lúc đó Võ Nguyên Giáp, người đội trưởng du kích, mới có 34 tuổi. Và Bác bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên. Cho nên là bây giờ sử dụng nhân lực ấy, nhân lực trẻ rất quan trọng. Miễn là đủ đức đủ tài thôi, chứ tuổi trẻ rất quan trọng. 34 tuổi đã là Bộ trưởng đầu tiên, người Bộ trưởng Nội vụ là một bộ rất quan trọng. Thay mặt Chủ tịch Chính phủ là Bác ký sắc lệnh đầu tiên đấy chứ, là Võ Nguyên Giáp. Để 37 tuổi Võ Nguyên Giáp được Bác phong lên thẳng hàm đại tướng, từ chỉ huy du kích lên thẳng đội đại tướng các đồng chí. Trên phương Tây họ rất ngạc nhiên, vì họ thấy Hồ Chí Minh trong núi rừng Việt Bắc mà bỗng nhiên phong 11 tướng. Chỉ có một đại tướng, một trung tướng và 9 thiếu tướng. Họ lo sợ không biết có cái động thái gì của Chính phủ Hồ Chí Minh đây. Cho nên các cái nhà báo tư sản nó chất vấn Bác một cái câu hỏi rất là hiểm hóc, rất là ẩn ý lắm. Nó hỏi thế này này: xin Chủ tịch vui lòng cho biết nguyên tắc nào mà Chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Các bạn có hiểu ý câu hỏi đó chứ? Tức là nó chê bai chúng ta là chiến tranh du kích mà, đúng không? Làm gì ra hải lục không quân mà ông tướng mới tá, kiểu như vậy. Bác ở nước ngoài 30 năm Bác không lạ gì cái trò đó cả. Bác trả lời ung dung tự tại lắm. Nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là có, và lại rất dễ áp dụng. Nghĩa là thắng cấp nào tôi phong cấp đó. Có thế thôi, đúng không? Bác giải thích là ông Giáp phải phong nhiều lần đại tướng mới xứng đáng. Tôi phong có một lần thôi, nhưng phải phong cao nhất, lên thẳng hàm đại tướng. Đến lúc Võ Nguyên Giáp về với Bác Hồ 103 tuổi, trên vai vẫn chỉ có lon đại tướng, vì không còn lon nào cao hơn nữa. Đấy là cách dùng người độc đáo của Hồ Chí Minh, mà cũng là một niềm tự hào của tuổi trẻ chúng ta. Bác tin cậy tuổi trẻ lắm. Đấy là nhân vật đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế bây giờ các bạn, nhất là thanh niên quân đội, các bạn có biết vị trung tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta là ai không? Dưới Võ Nguyên Giáp, nhân vật số 2 đấy, chỉ dưới Võ Nguyên Giáp thôi. Đó là một bậc danh tướng, Trung tướng Nguyễn Bình. Trung tướng Nguyễn Bình. Nguyễn Bình là người mà thanh niên có một cái tài trí quân sự gần như trời cho vậy. Dũng cảm mưu lược, tuổi thanh niên đã nổi tiếng về quân sự, đã là tham mưu tư lệnh cả một cái quân khu Đông Triều, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ông là người rất nhiệt huyết, cho nên ông lại vội vàng gia nhập một cái tổ chức cách mạng lúc bây giờ tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông tưởng rằng đó là đảng cách mạng ông vào. Vào rồi mới biết là sai lầm. Đấy chỉ là một tổ chức phiêu lưu, mạo hiểm, chỉ chủ trương manh động và ám sát cá nhân. Ông biết là sai lầm, ông rút ra ngay. Rút ra ngay thì nó trả thù rất tàn bạo, nó cho người đuổi theo bắt lại, nó khoét cả cái mắt trái của ông. Trả thù rất là tàn bạo. Trên lúc phong tướng còn có một mắt, độc nhãn tướng quân, phải đeo kính là thế, kính đen là thế. Thế mà vì đã vào Đảng Quốc Dân Đảng rồi, bây giờ lại muốn trở thành đảng viên cộng sản thì bắt buộc phải thử thách. Đấy là chuyện đương nhiên, có phải không bạn? Đương nhiên, mà thử thách rất là lâu dài. Cuộc phấn đấu của Nguyễn Bình gian nan lắm. Phải 17 năm thử thách mới kết nạp Đảng Cộng sản. Vào tù ở Côn Đảo năm 1930 cùng với các bậc tiền bối. Thế mà đến tận năm 1947, sau 17 năm mới được kết nạp Đảng Cộng sản. Cái thử thách này cũng là điều tự nhiên thôi, vì anh đã có một cái lịch sử vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế nhưng Nam Bộ kháng chiến từ 23 tháng 9 năm 45, mà lúc bây giờ là Nguyễn Bình chưa kết nạp đảng, Nguyễn Bình cũng chưa được phong trung tướng, mà Bác nghĩ thế nào, Bác cử Nguyễn Bình ngay vào Nam. Bác cho gọi từ Đông Triều, Quảng Ninh, Hải Phòng về, Bác bảo việc nước sôi lửa bỏng lắm rồi,
chú lên đường ngay cho bác, lên đường tức là Nam tiến ấy, vào Nam, thời kỳ Nam Bộ kháng chiến mà. Đấy. Thế và bác nói thế này, có ta thấy có cảm động không? Mà các đồng chí làm lãnh đạo bây giờ càng phải học bác về vấn đề dùng người. Bác chọn đúng người rồi thì tin cậy và giao việc ngay. Bác giao cả miền Nam cho chú. Chuyện vào đến Nam Bộ là tư lệnh Nam Bộ ngay. Đấy. Bởi vì bác biết chỉ có một người như Nguyễn Bình, dũng cảm, mưu trí, gan dạ, thậm chí là có cả cái chút gì đó lãng tử như giang hồ vậy, thì mới dẹp được cái bọn đầu gấu ở miền Nam lúc bây giờ. Thập nhị sứ quân, hảo hán, giang hồ, lưu manh, trộm cướp nổi dậy để mà dẹp loạn và mới ổn định dân chúng làm cách mạng chống Pháp được. Bác chọn đúng người, đúng cốt cách đó. Nguyễn Bình rất cảm động được bác tin cậy nhận nhiệm vụ lên đường. Bác lại ân cần tiễn Nguyễn Bình lên đường. Và Nguyễn Bình mới tâm sự với bác một câu rất cảm động là: thưa bác, việc lớn bác giao cháu không dám từ chối, nhưng cháu rất lo liệu có làm nổi không và có xứng đáng với bác không. Bác tin cậy mà. Vì đến giờ phút này khi lên đường, cháu vẫn chưa phải đảng viên, tức là đảng viên cộng sản đấy. Bác trả lời thế nào? Câu trả lời của bác lúc bây giờ đấy, ứng vào thời điểm ngày hôm nay đấy, rất có ý nghĩa. Bác nói là: cộng sản ư, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chú lên đường ngay cho bác. Chú chỉ chưa phải đảng viên vì đảng chưa kết nạp chú thôi. Bộ trưởng trong chính phủ của bác hầu hết là ngoài đảng cả đấy chứ. Bác tin là tin vào đức và tài, không câu nệ đảng hay không đảng. Chỗ này càng phải học bác, nhất là sắp tới chúng ta có sự kiện về bầu cử quốc hội, những người thay mặt nhân dân nắm quyền lực. Bác nói thế này này: chú là người ái quốc, ái dân, cho nên bác mới tin chú, giao việc lớn cho chú, chú lên đường cho bác. Ái quốc là tên bác, ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân, cũng là tên bác cả đấy. Thế thì bác thấy ở Nguyễn Bình cái phẩm chất đó, bác giao việc. Vào đến nơi, Nguyễn Bình lập công rất xuất sắc. Và đến năm 1947 được phê chuẩn kết nạp đảng, thì ngay năm sau, chưa đầy một tuổi đảng, bác phong trung tướng, là trung tướng duy nhất chỉ đứng sau Võ Nguyên Giáp, mà còn rất trẻ. Đấy. Đặc biệt nữa, đến thời điểm năm 1951, năm 51 các bạn nhớ là đại hội 2 của đảng họp ở Việt Bắc nhé. Và đảng quyết định ra công khai với tên là Đảng Lao động Việt Nam đấy. Đấy. Thế thì bác và Trung ương quyết định gọi Nguyễn Bình về Việt Bắc, ý là để giao trọng trách lớn. Nhưng mà không may cho Nguyễn Bình, trên đường từ Nam Bộ về Việt Bắc phải đi qua đất Campuchia, địch nó bắn chết. Mà lúc đó nó có 43 tuổi đời, nó có mấy tuổi đảng, mấy tuổi tướng thôi. Nhưng mà công trạng thì rất hiển hách. Ai lại hy sinh từ năm 51 trên đất bạn Campuchia mà phải mất 50 năm sau ta mới tìm được hài cốt? Tức là đầu thế kỷ 21 ấy, mới tìm được hài cốt. Tổ chức an táng trọng thể tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh cho Trung tướng Nguyễn Bình. Và bác ký lệnh truy tặng huân chương cao quý nhất của Việt Nam không? Đấy. Nhưng mà trước giờ an táng thì nó có một sự kiện xảy ra. Bà vợ Nguyễn Bình đến gặp ba tổ chức, bà vợ tức là phu nhân Trung tướng đấy. Bà đề nghị cho kiểm tra hài cốt, xem có đúng là hài cốt chồng bà hay không. Bà ấy nói câu này mà ai cũng khóc: chồng tôi chỉ còn có một mắt thôi, chứ khi tiễn chồng tôi vào Nam theo lệnh Bác Hồ, tôi phải lắp cho chồng tôi một cái mắt giả như cái viên bi ve. Tôi còn đính cho chồng tôi một chiếc khuy áo trên ngực bằng kim loại, bằng sắt. Thể xác chỉ có thể phân rã đi rồi, sau 50 năm còn gì nữa đâu. Nhưng mà những cái vật đó không thể phân hủy được, nó phải còn cơ. Thì tôi mới tin đúng là chồng tôi. Ta thấy có lý không? Rất có lý mà ai cũng xúc động. Ta tổ chức đáp ứng yêu cầu đó, tổ chức kiểm tra lại hài cốt trước khi an táng. Bác Hồ linh thiêng phù hộ cho chúng ta, dân tộc và nhân dân phù hộ cho chúng ta như thế nào,
mà ngay trong phút đầu tiên kiểm tra hài cốt, Trung tướng Nguyễn Bình tất cả òa lên khóc vì tìm thấy ngay hai cái vật đó. Cái viên bi, cái viên mắt giả này, và cái khuy áo nó đã xám xịt theo thời gian, và tổ chức an táng tại tại Nghĩa Trang Hồ Chí Minh. Nhân vật Nguyễn Bình như vậy, mà lại Nguyễn Bình lại quê Hưng Yên. Các bạn có biết Hưng Yên là quê ai không? Hưng Yên là quê của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Và Hưng Yên, nhất là những người Đồng Tháp phải nhớ này, Hưng Yên bây giờ ta mới rõ ra đấy là cái điểm xuất phát, là cái nôi quê ngoại của Bác Hồ. Các bạn về Hưng Yên, hãy về xã của huyện Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bây giờ. Có đền thờ bà Hoàng Thị Loan, mẹ bác ở đó rồi. Bác về Hưng Yên nhiều lắm là vì thế. Vì bác chịu ảnh hưởng rất nhiều từ dòng quê họ ngoại. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường, mẹ là Hoàng Thị Loan, dì ruột của bác rất thương yêu bác lúc nhỏ, đó là bà Hoàng Thị An. Mà Hưng Yên mới là cái nôi của quê ngoại. Còn làng Hoàng Trù đấy là quê ngoại, chỉ với nghĩa là mẹ bác sinh bác ở đó. Bác cất tiếng khóc đầu tiên chào đời ở làng Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa, là quê ngoại. Còn làng Sen là quê nội, nhưng mà cái gốc tích thì là Hưng Yên. Thì Nguyễn Bình là như thế, Nguyễn Văn Linh là như vậy, quê ngoại bác cũng là như vậy. Cho nên bác dành một tình cảm đặc biệt cho Trung tướng Nguyễn Bình là thế đấy. Đặc biệt nữa, các bạn trẻ Đồng Tháp hãy học tập người anh hùng huyền thoại đã quá cố của chúng ta. Niềm tự hào của quân đội chúng ta đó là anh hùng phi công Đại tá Nguyễn Văn Bảy, vừa mới ra đi mà thanh niên đã có một cái cử chỉ tình nghĩa rất là tốt đẹp. Cái cây cầu ở đó là một kỷ niệm sẽ không bao giờ được quên lãng đâu. Các bạn có biết Nguyễn Văn Bảy là thế nào không? Sinh trưởng trong một gia đình cố nông, nghèo khổ lắm. Chỉ học đến lớp 3 đã phải nghỉ. Chăn trâu, cắt cỏ, làm thuê, làm mướn, lớn lên vào du kích đi bộ đội. Đến đúng thời điểm dân e tập kết ra Bắc. Mà lúc ra Bắc tập kết đấy, Nguyễn Văn Bảy là một thanh niên nhiệt huyết, nhưng mà học vẫn chỉ có lớp 3 thôi nhé. Thế mà ra Bắc thế nào lại gặp Bác Hồ? Bác có một cái nhạy cảm vô cùng khi nhìn người. Bác dặn là cháu phải đi học. Bác sẽ cho cháu đi học ở Liên Xô, tức ở nước Nga bây giờ đây, học lái máy bay. Bắn rơi thật nhiều máy bay Mỹ cho bác, lái máy bay đưa bác về thăm quê hương khi giải phóng. Miền Nam trong trái tim tôi. Lớp 3 thì học cái nào được các bạn? Thế mà học được. Ta thắng giặc Covid là bằng cách của Việt Nam nhé. Mà thế giới đến bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng đó. Sức mạnh của tình thương, sức mạnh của đạo lý, sức mạnh của chia sẻ trách nhiệm. Bằng ý chí và nghị lực, Nguyễn Văn Bảy là như thế. Chúng ta quyết định tổ chức một lớp bổ túc văn hóa đặc biệt dành riêng cho Nguyễn Văn Bảy. Với một cái giao hẹn thế này này, nội nhật trong một tuần lễ phải thanh toán xong từ lớp 3 đến lớp 10. Như chuyện cổ tích vậy các đồng chí, mà lại có thật nhé. Bố Nguyễn Văn Bảy tiễn con về ra Bắc, mua cho con cái chiếc đồng hồ đeo tay mà anh còn không đọc nổi chữ số La Mã cơ mà. Thế mà học được, học rất giỏi, thông minh, chỉ vì nghèo khổ không được học thôi. Nhưng mà học theo kiểu rất Việt Nam. Có một tuần lễ mà phải gánh một gánh nặng như vậy thì làm bằng cách nào giải quyết được? Có cách cả. Bằng cách là không học gì hết, bỏ hết, chỉ học toán thôi. Để kịp thôi mà, để kịp những cái tính toán cơ bản, rồi bổ túc sau khi có điều kiện. Đấy, cách Việt Nam là thế. Nhưng mà các bạn nhớ là đây chỉ là hoàn cảnh lịch sử đặc thù đấy nhé. Đặc biệt lúc bây giờ thôi. Chứ bây giờ thì khác rồi đấy. Bây giờ phải học hành căn bản, tử tế, đầy đủ, thực chất. Đấy. Chứ còn trong hoàn cảnh lịch sử đặc thù thì nó mới thấy được. Nguyễn Văn Bảy vượt qua cái cửa ải học vấn là một kỳ tích. Nhưng đến cửa ải ngoại ngữ thì mới lao đao này. Phải học tiếng Nga chứ. Học ngày học đêm muốn phát khóc. Muốn bỏ lắm chứ. Nhưng mà nghĩ đến Bác Hồ mà không dám bỏ. Đấy.
Các bạn có nhớ năm nay là kỷ niệm 70 năm lời Bác dạy thanh niên đã trở thành danh ngôn đấy nhé. Danh ngôn là câu nói nổi tiếng đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Năm 1951 đấy, Bác tặng cho đội thanh niên xung phong của Vĩnh Phúc đấy, đang làm cầu làm đường ở Bắc Cạn, đồi Bạch Không ấy, huyện Bạch Không, để chuẩn bị cho Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Thì Bác tặng cho thanh niên 4 câu đó cho thanh niên xung phong thời bấy giờ. Và bây giờ trở thành tài sản tinh thần chung của cả thanh niên Việt Nam, rộng hơn là tài sản tinh thần của cả dân tộc Việt Nam. Từ tổng kết của Bác thì Nguyễn Văn Bảy cũng thế thôi. Cuối cùng học được hết và trở thành một phi công xuất sắc. Thế giới họ có quy định là cứ bắn rơi 5 máy bay Mỹ của đối phương đã được công nhận là phi công đẳng cấp quốc tế. Mà Nguyễn Văn Bảy dùng mưu trí Việt Nam, mẹo đánh của Việt Nam bắn rơi 7 máy bay Mỹ cơ mà. Khi chui ra khỏi buồng lái đấy, mặt mũi đen như hoàn than đây này. Máy bay đuôi cánh là dập nát hết vì đạn lửa của Mỹ. Mới biết mình là còn sống. Nhưng mà đến khi báo tin cho Bác là anh Bảy bắn rơi 7 máy bay rồi. Anh ấy tên là Nguyễn Văn Hóa chứ. 7 là cách gọi theo con số của miền Nam thôi. Bác chỉ thị ngay, giữ chú 7 lại, không cho bay nữa. Tức là Bác nhìn xa trông rộng, bay nữa có thể chết. Đúng không? Ai dám đảm bảo trong chiến tranh chỉ có thắng lợi mà không có hy sinh? Nhiều chứ. Giữ chú 7 lại làm huấn luyện thôi, không cho bay nữa. Bác là thế đấy các đồng chí. Và đến khi mà chúng ta tổ chức kỷ niệm 50 năm học di chúc của Bác, đoàn làm phim về tận Lai Vung, quê hương của anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Lúc bấy giờ ông đã bỏ cái bộ quân phục ron đại tá rồi, làm ruộng, trồng cây, ăn trái, như một lão nông tri điền vậy. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang rất nổi tiếng của các bạn, làm đóng vai người dẫn chuyện đi phỏng vấn đấy. Ông Bảy trả lời thế này nhé, trả lời rất là hồn hậu. Tao còn sống được đến giờ này là nhờ có Bác Hồ đấy. Bác không cho bay nữa mà. Thế mà rồi sau đó tuổi cao sức yếu và anh Bảy cũng đã mất rồi. Đấy. Thì Nguyễn Văn Bảy, cái thời kỳ Bác Hồ mất ấy, làm quốc tang cho Bác, cả quảng trường Ba Đình là một biển người. Nguyễn Văn Bảy được vinh dự bay trong đội phi công phản lực, bay rất thấp trên bầu trời Ba Đình, nghiêng cánh vĩnh biệt Bác. Mà người đội trưởng đội phi công này là Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang, ủy viên Bộ Chính trị, tên là Phạm Thanh Ngân. Còn Nguyễn Văn Bảy là đội viên trong cái đội bay này. Anh Bảy kể là vừa bay mà vừa khóc vì thương Bác quá. Nhìn xuống mặt đất ở Ba Đình, cả một biển người đông đặc đang khóc đầm đìa nước mắt và đang giơ cánh tay thề vĩnh biệt Bác, thì trên bầu trời tôi cũng vừa bay vừa khóc. Chúng tôi rất mong là các bạn thanh niên của Đồng Tháp nhé, hãy tận dụng triệt để những cơ hội thuận lợi về truyền thống lịch sử tại quê hương mình để giáo dục cho lớp trẻ. Trong đó có câu chuyện về cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, có câu chuyện về người anh hùng Nguyễn Văn Bảy, như tôi đã nói, và bao nhiêu tấm gương cao cả khác mà chúng ta phải sưu tầm cho nó đầy đủ trong lịch sử của Đảng, của Đoàn, của Đoàn ta. Đặc biệt nữa, các bạn có biết rằng là trong cái bối cảnh dịch Covid, cái làn sóng thứ hai thứ ba vừa rồi đấy, ở Việt Nam có một người phụ nữ đã ra đi không? Cũng là một nhân chứng lịch sử. Cái người phụ nữ này được Bác Hồ đích thân chọn kéo cờ trong lễ tuyên ngôn độc lập đấy. Mùng 2 tháng 9 năm 45, Bác đọc tuyên ngôn độc lập ra mắt quốc dân đồng bào và phải có kéo cờ đỏ sao vàng lên chứ. Lá cờ được thông qua từ quốc dân đại hội Tân Trào ở Tuyên Quang rồi cơ mà. Tại sao Bác lại chọn hai phụ nữ kéo cờ mà lại không chọn nam giới? Đây là cả sự tinh tế của Bác. Các đồng chí phụ nữ này được Bác quan tâm đặc biệt lại càng tự hào hơn nữa này. Sở dĩ chọn phụ nữ để kéo cờ ngày độc lập bởi vì đó là tiếp nối của Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa giành độc lập từ đầu công nguyên của nhà nước Đại Việt ta, thì bây giờ nước Việt Nam mới độc lập, phụ nữ giành lấy vinh quang ấy. Người thứ nhất là một phụ nữ trí thức, là bà Lê Thi. Lê Thi là bí danh, bà ấy là Dương Thị Thoa, con gái của giáo sư Dương Quảng Hàm,
một học giả rất nổi tiếng mà bác rất trọng nhân tài trí thức. Sau này bản thân bà Lê Thi cũng là giáo sư tiến sĩ, viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, phụ nữ đấy các bạn. Người thứ hai là một phụ nữ dân tộc Tây, người Cao Bằng, dân tộc Tây ở Cao Bằng, là người của đội viên đội du kích ở chiến khu. Bà tên là Bế Thị Loan, rồi sau này trở thành phu nhân của Đại tướng Hoàng Văn Thái, đổi ra là Nguyễn Thị Loan. Đấy, bà Loan thì vẫn còn sống, chứ còn bà Lê Thi đã về với bác rồi. Trong cái bối cảnh gần đây này, thì ta mới càng thấy là những cái nhân chứng lịch sử gắn với dân tộc, với đảng, với đoàn ta đã ra đi cả. Và đặc biệt nữa, để chúng ta thấy là công lao trời biển của bác như thế nào. Có một cái câu chuyện rất cảm động, nhất là các đồng chí trong quân đội thì đều biết. Có cái trường gọi là trường quân chính kháng Nhật, mở ra từ thời Việt Bắc ở chiến khu trước cách mạng tháng 8. Rồi sau này trở thành trường Trần Quốc Tuấn, trường sĩ quan lục quân ấy. Bây giờ là một trường đại học quân sự danh tiếng ấy. Ngay sau khi độc lập, bác đã đến thăm trường này, gặp gỡ tất cả cán bộ, học viên, rồi các cháu thiếu niên nhi đồng. Ai cũng xúc động. Nhưng mà chuyện Bác Hồ nhiều khi nó như huyền thoại vậy. Đến thời điểm ấy mà cũng có người không biết rằng là Hồ Chí Minh với Nguyễn Ái Quốc là một thôi nhé. Vẫn cứ tưởng là khác đó. Thế là khi bác đến, bác nổi tiếng mà ai cũng yêu mến. Thế là cứ đổ xô đến chỗ bác, đưa ai cũng cùng một cuốn sổ tay nhỏ ra để xin chữ ký của bác làm kỷ niệm. Mà bác ân cần ký tặng cho từng người đưa sổ đến. Bác còn viết thêm là cố gắng nữa, cố gắng mãi, tiến bộ mãi, học đi đôi với hành, cần kiệm liêm chính. Về sau sổ đưa lên nhiều quá bác không kịp ghi nữa, bác chỉ còn ký không thôi. Đấy. Thế ký xong thì có một cháu hỏi bác thế này này, mà lại xin cần cụ cơ. Thưa cụ, cháu không biết nhiều lắm về cụ, cụ có phải là Nguyễn Ái Quốc không ạ? Đến thời điểm đó vẫn còn hỏi thế đó mà như huyền thoại vậy. Mà nhiều người hỏi bác câu này lắm nhé. Bác cười rất là đôn hậu, bác trả lời thế này này. Các bạn nên nhớ, tôi trước sau, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cũng là một người yêu nước. Bác không trả lời là Ái Quốc hay không cả. Bác bảo, bất cứ ở đâu, lúc nào ở đâu, tôi cũng là một người yêu nước. Người yêu nước tức là Ái Quốc chứ các gì. Đấy, cách trả lời tinh tế của bác là thế. Thế còn khi sang Pháp ấy, mà đã đi với tư cách là nguyên thủ quốc gia rồi, phóng viên nhà báo thì bao nhiêu người cứ hỏi bác là thưa ông có phải là ông Nguyễn Ái Quốc không ạ? Bác cười, bác trả lời thế nào các ông chí? Bác bảo tôi không biết, ông đi tìm ông Quốc mà hỏi, trong khi chính bác là Nguyễn Ái Quốc chứ gì nữa. Cho nên ở đây đấy, ta nhớ là tại sao đảng ta lại đặc biệt nhấn mạnh là học bác, học cả tư tưởng, đạo đức và phong cách, nhất là phong cách ứng xử giản dị, hồn nhiên, chân thật mà lại rất là hóm hình. Và phong cách của bác nổi bật là dân chủ. Việc mà lãnh đạo thường trực tỉnh ủy bận như thế, dành cả một buổi để tọa đàm với thanh niên, cũng chính là thể phong cách dân chủ học bác đấy. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là của tuổi trẻ là thế mà. Thì đây cũng là một cơ hội tốt lành, tuổi trẻ các bạn nên trao đổi mạnh mẽ, thẳng thắn, chân thành với đảng, góp ý để xây dựng đảng và đề xuất những nguyện vọng của tuổi trẻ để phát triển. Đấy là một cơ hội rất tốt đẹp. Đặc biệt nữa này, chúng ta lưu ý cái chuyện như thế này. Để hiểu được rằng lịch sử đoàn ta do bác sáng lập, lịch sử đảng ta do bác sáng lập, thì ta sẽ không chỉ dừng lại cái sự kiện năm 1955. Ta còn phải thấy một điểm cội nguồn sâu xa hơn. Tại sao từ lúc 13 tuổi, còn tuổi thiếu niên thế này, còn đang ở quê, ở Nam Đàn, ở Ninh, rồi bác đi bộ ra tận thành phố Vinh. Cái chuyến đi bộ này cũng rất cảm động. Bác ra để đọc sách ở hiệu sách. Làm gì có tiền mà mua sách. Không đủ tiền mua sách. Thế mà trông bác rất là khôi ngô, đĩnh ngộ, mà lại nói năng rất là lễ độ. Ông chủ hiệu sách thương quá, cho cậu bé đọc thoải mái. Mà bác có một trí nhớ kỳ lạ. Đọc xong rồi trả lại sách cảm ơn, mà về quê kể lại vanh vách cho các bạn nghe những nội dung trong sách. Bác có một trí nhớ mẫn tiệp các bạn. Đến phút chót trên giường bệnh không quên một chút nào cả. Tỉnh táo minh mẫn lạ thường. Tuổi trẻ học bác suốt đời về cái chuyện này phải rèn chứ, có phải tự nhiên mà có được đâu.
Đặc biệt nữa, bác hoài nghi ba cái chữ này: tự do, bình đẳng, bác ái, của Pháp đấy, tuyên ngôn của cách mạng Pháp đấy, tự do, bình đẳng, bác ái. Bác đặt ra là không biết đằng sau những ngôn từ đẹp đẽ kia sự thật là ở đâu. Tại sao tuyên bố những lời đẹp đẽ như vậy mà cuối cùng lại áp đặt cai trị ở Việt Nam, gây nên nỗi thống khổ cho đồng bào mình như thế này? Cái tư duy phản biện, tư duy phê phán, tư duy hoài nghi này của bác có thể nói là nhạy cảm từ rất sớm, xuất hiện từ rất sớm. Thế rồi đến khi viết Đường Cách Mệnh năm 1927, tác phẩm đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng ta sau này, thì bác nói về thanh niên như thế nào? Bác nói là người cách mạng, cách mệnh này, Đảng cách mệnh, trong đó có tất cả là tuổi trẻ nhé, cốt là ở hai điều. Một là giữ chủ nghĩa cho vững, tức là không có chao đảo nhé. Các bạn thanh niên bây giờ phải đóng vai trò xung kích trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhé, tức là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế. Đồng Tháp có một cái mô hình rất là độc đáo đấy này, cái mô hình của về mặt lý luận của giới trẻ, có phải thế không nào? Hãy phát huy tác dụng của nó nhé, để coi trọng về học lý luận, phải giữ chủ nghĩa cho vững, rồi lại phải ít lòng tham muốn về vật chất. Đây là chỗ khó nhất này. Tính tham, lòng tham vốn là cái gì thuộc về bản tính con người từ xưa, từ bỏ nó không dễ, thậm chí rất đau đớn, mà bác lại chủ tính là giữ chủ nghĩa cho vững chưa đủ, phải ít lòng tham muốn về vật chất, từ bỏ hết danh và lợi, đứng ngoài vòng danh lợi để dâng hiến tất cả cho dân cho nước, cái gì cũng hy sinh. Để các bạn hiểu rằng là trong những lời bác dạy thanh niên có một lời như thế này này, lời này thấm thía lắm này: tuổi trẻ thanh niên phải cáng đáng lấy những việc nặng nhọc và gian khổ, cái gì sung sướng nhàn hạ thì nhường cho người ta hưởng trước, cái gì khó nhọc phải chịu đựng hy sinh thì hãy nhận về mình. Đấy mới là thanh niên, đúng không? Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên là thế. Rồi gì nữa? Bác nói là câu của ông cha ta ngày xưa đấy: tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, tức là vui sau thiên hạ mà chịu khó trước thiên hạ, là thế. Thì đấy là những điều mà ta lưu ý. Bác hoài nghi như thế, và bác nói rõ như vậy về lý trí, lý tưởng cách mạng của thanh niên. Có lẽ Đường Cách Mệnh là tác phẩm đầu tiên sớm nhất nói về tổ chức đoàn thanh niên. Học viện thanh thiếu niên của Trung ương đoàn đấy phải rất chú trọng dạy cái vấn đề này. Và các bạn đoàn viên thanh niên được đi đào tạo cơ bản đấy phải rất chú trọng cái tư tưởng này của bác này. Hai lại từ khi Đảng còn chưa ra đời, năm 1927 Đảng đã ra đời đâu. Bác viết Đường Cách Mệnh mà bác đã có cả một chương phân biệt Đảng với đoàn. Bác nói là Đảng với đoàn có quan hệ mật thiết với nhau. Về chính trị thì Đảng lãnh đạo đoàn, chứ là tỉnh ủy thường trực tỉnh đoàn này, thường vụ tỉnh đoàn này, thường xuyên xin ý kiến của tỉnh ủy là thế đấy. Về mặt chính trị thì Đảng lãnh đạo đoàn, nhưng về mặt tổ chức thì đoàn có tính độc lập tương đối. Chứ có tổ chức riêng của đoàn, có hệ thống riêng của đoàn. Mà đoàn thanh niên ấy có lẽ là cái mô hình đặc sắc của hệ thống chính trị, vì đoàn không chỉ có đoàn không đâu, còn có hội, hội liên hiệp thanh niên, hội liên hiệp sinh viên, lại còn có đội, đội thiếu niên tiền phong, đội nhi đồng tháng 8, tất cả các bạn phải lo hết đoàn, hội, đội. Thì bác nói hay lắm, chính trị thì Đảng lãnh đạo, nhưng mà tổ chức thì đoàn có tính độc lập tương đối. Đoàn phải có trách nhiệm với bản thân thanh niên, đoàn phải có trách nhiệm với thế hệ cha anh trong việc khiêm tốn học hỏi, và đoàn cũng phải dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai, tức là các em thiếu niên nhi đồng. Đấy là một cái việc mà các nhà trường tiểu học tại sao lại bố trí tổng phụ trách đội là thế. Thế tại sao lại các cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm phải gắn chặt với công tác đoàn đội là thế? Chính là vì đấy đấy các đồng chí, vì tương lai của tuổi trẻ. Đặc biệt cho đến tận khi viết di chúc thì lời bác nói về thanh niên đúng là một lời vàng ngọc. Bác dặn là thanh niên ta nói chung là tốt. Nói chung đấy nhá, là tốt.
mọi việc đều hăng hái, xung phong và có chí tiến thủ. Đảng phải làm hết sức mình chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đó là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Cho nên hôm nay tôi cũng rất mừng là cùng dự với tuổi trẻ là có rất đông đủ các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng, của chính quyền, từ tỉnh đến huyện, đến xã. Thì đấy là một cơ hội rất may mắn để cho chúng ta tiếp nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền. Và chúng ta phải làm tốt để xứng đáng cái niềm tin cậy đó. Từ tất cả những điều vắn tắt như thế, bây giờ nói về thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên, nếu ghi nhớ những điều Bác dặn thì xin các bạn nhớ cho mấy cái điểm quan trọng thế này. Thứ nhất, đó là nói đến thanh niên là nói đến lý tưởng. Nói đến thanh niên là nói đến ý chí, hoài bão và nghị lực. Thế mới là thanh niên. Và Bác dạy những điều này bây giờ với cán bộ đoàn thanh niên chúng ta, nhất là các đồng chí thủ lĩnh thanh niên này, từ trung ương đến tận cơ sở, phải rất quan tâm. Tại sao Bác lại dặn là thanh niên tuổi trẻ các cháu chỉ có một điều ham thôi, ham muốn đấy, chỉ có một điều ham thôi, đó là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Tuổi trẻ không ham gì khác cả, ham học, ham làm, ham tiến bộ. Câu này mới thấm thía này các đồng chí này, tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Trên thực tế thì các bạn đã từng đảm nhận trọng trách, tức là làm quan to chứ. Nhưng mà quan to là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là bổn phận. Chứ quan to không phải là mục đích cứu cánh, không phải là lý do lẽ sống mà ta lựa chọn. Đấy là trọng trách xã hội giao cho ta làm thật tốt. Đó là uy tín xã hội mà chúng ta nhận được, ta phải xứng đáng. Chứ còn không phải là mục đích lựa chọn của chúng ta. Đấy là nghĩa vụ bổn phận thôi. Trên Bác nói là tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Với nghĩa đó đấy nhé, chứ phải là từ bỏ trách nhiệm đâu. Làm nhưng với nghĩa là nghĩa vụ bổn phận, chứ không coi đấy là cái cầu danh vọng. Sau khi đã hết thời gian làm lãnh đạo quản lý, ai ai cũng tự nguyện vui vẻ trở về làm nghề nghiệp chuyên môn của mình. Với tư cách một người công dân, một người lao động, chỗ này tuổi trẻ phải giác ngộ rất sớm này. Vì các bạn làm công tác đoàn thanh niên chỉ là một thời gian rất ngắn thôi, không kéo dài mãi được, đúng không? Bởi đặc trưng của tuổi trẻ là như thế. Cho nên rồi bất cứ ở cương vị gì, nhiệm vụ gì, ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái nền móng vật chất của nó là nghề chuyên môn, nghề nghiệp chuyên môn, trở về với chuyên môn của mình. Bác còn dặn thanh niên một câu này mới thấm thía này. Tuổi trẻ các cháu phải biết tránh xa như tránh lửa ba điều nguy hiểm. Thứ nhất, tiền bạc. Thứ hai, danh vọng. Thứ ba, địa vị quyền lực. Tiền bạc, danh vọng, địa vị quyền lực này. Những cái đó cũng là thường tình ở đời thôi. Nhưng nếu không làm chủ được thì rất dễ rơi vào hư hỏng. Ta thấy có thấm thía không? Chưa bao giờ đảng ta phải kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp như bây giờ, chính vì không vượt qua được những cửa ải đó. Rồi là cục ngã. Dù trước đó đã có thể có một quá khứ rất vẻ vang. Đấy mới là một điều đau đớn. Bài học trả giá ấy, tuổi trẻ phải sớm thức tỉnh và giác ngộ. Trên lời Bác dặn, đúng là một châm ngôn, danh ngôn. Ở đời, thường thì có ba cái sự nghiệp này con người ta phải quan tâm. Tất cả mọi người. Một là lập đức, đức tức là rèn đạo đức. Hai là lập công, cống hiến. Và thứ ba là lập ngôn, tức là quán câu nói, câu viết để đời. Những cái người trí thức đấy, những cái bậc hiền triết đấy, là thường chú trọng vào ba cái sự nghiệp đó, ba cái lập đó. Lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức là quan trọng nhất, tức là sống có đạo đức. Lập công tức là cống hiến, vì ích nước lợi nhà, vì dân, vì nước, không phải vì riêng tư. Còn lập ngôn thường là các cái học giả, trí thức, văn nghệ sĩ để lại những câu nói để đời. Bác Hồ không chủ trương như vậy. Bác chỉ chủ trương một điều, đi tìm đường cứu nước. Chỉ chủ trương đem lại độc lập cho tổ quốc, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, không ham muốn gì khác. Ngay cả viết sách cũng không phải là điều Bác chủ trương. Làm thơ cũng không phải là chủ trương.
làm thơ trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, bị giam cầm trong nhà tù của Tưởng Sớ Trạch suốt 14 tháng liền. Bác làm thơ như kiểu ghi nhật ký hàng ngày cho nó quên ngày quên tháng đi. Nhưng vì có một tâm hồn thi sĩ cho nó thành những câu thơ nổi tiếng. Thế còn là bác cũng không chủ trương là viết sách viết tác phẩm. Bác chỉ viết và nói khi cần thiết. Còn chủ yếu đời bác là hành động, hành động. Ngay cả khi viết Đường Cách Mệnh, bác cũng có chú trọng gì về văn chương đâu. Bác bảo văn chương ở sách này cốt ở hai chữ cách mệnh và cách mệnh. Tôi chỉ nói những điều chắc chắn như 2 với 2 là 4, không màu mè hoa mỹ gì. Cốt để tuyên truyền đấy mà. Đấy là mục đích chính trị thực tiễn của bác. Thế còn khi cần phải thể hiện tâm hồn, thì tâm hồn bác là tâm hồn nhà thơ, lộng gió thời đại. Bác viết câu thơ chan chứa tình cảm như thế này này. Giữa dòng bàn bạc việc quân, trong kháng chiến mà, trên con thuyền, đêm về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Tâm hồn bác thế không ạ? Hay là 24 tháng 6, lên ngọn núi này chơi, ngẩng đầu mặt trời đỏ, bên suối một nhành mai. Tâm hồn bác là như thế. Các bạn nào đã từng biết đến nhạc cố, nhạc sĩ Thuật Yến à, đã từng hát cái bài hát là Người Về Thăm Quê à, thì đủ hiểu tâm hồn bác thế nào. Và lắng đọng trong tâm hồn nhạc sĩ như thế nào để lại bài thơ, bài hát để đời đến như vậy chứ. Người là quê hương cơ mà. Như sông Lam chẳng cạn, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Đấy là Hồ Chí Minh. Thế thì đặc biệt nữa đấy, chúng ta lưu ý là bác không chủ trương lập cái sự nghiệp gì cho riêng mình cả, chỉ vì dân vì nước thôi. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả những cái ưu tú của lập đức, lập công, lập ngôn đều hội tụ ở trong bác. Đạo đức của bác là cần kiệm liêm chính. Công ơn của bác là cứu cả dân tộc, cứu cả nhân loại. Ngôn ngữ của bác ở tầm danh ngôn, trong đó có cái câu nổi tiếng là không có gì quý hơn độc lập tự do, chín chữ vàng của lịch sử. Hay là thà hy sinh tất cả, quyết không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Ngay cả những bức thư của bác gửi cho nhân dân, cho cán bộ, cho mọi đối tượng, kể cả cho kẻ thù, mà đọc lại cũng như là ấn tượng không thể nào quên trong lịch sử cả. Các bạn có thể ngờ được là mùng 2 tháng 9 năm 45, bác đọc tuyên ngôn độc lập, mà ngay hôm sau mùng 3 tháng 9, bác đã chủ trì họp hội đồng chính phủ phiên đầu tiên, mà bác là chủ tịch chính phủ lâm thời. Chủ tịch chính phủ là gì các bạn? Chủ tịch chính phủ tức là thủ tướng. Từ lâm thời thành chính thức, bác của chúng ta vừa làm thủ tướng, vừa làm chủ tịch nước, tức là nguyên thủ quốc gia, cần thiết bác làm luôn cả bộ trưởng ngoại giao, năm 46 đấy. Còn trong đảng, vừa là chủ tịch đảng, vừa là tổng bí thư, khi cần thiết, thì có thể nói bất cứ ở cương vị gì, gánh nặng nhọc nhằn nào, bác cũng đều vượt qua hết bằng tất cả tài trí, sự tận tâm tận lực của mình, vì dân, vì nước. Cho nên, một nhà báo phỏng vấn bác là trong cuộc đời của chủ tịch thì đâu là điều quan trọng nhất? Bác trả lời hay vô cùng. Bác nói là độc lập cho tổ quốc tôi, tự do cho dân tộc tôi, hạnh phúc cho đồng bào tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu. Tức là ba cái chữ đó, độc lập, tự do, hạnh phúc, bây giờ là hệ giá trị Việt Nam. Bây giờ là khát vọng phát triển của Việt Nam mà bác là hiện thân. Đến lúc cuối đời, vào lúc sắp mất đấy, một nhà báo cộng sản Cuba lại phỏng vấn bác một câu tương tự như vậy. Họ hỏi là thưa bác, trong cuộc đời của bác đâu là điều thiêng liêng nhất? Thiêng liêng nhất. Bác trả lời đúng một câu bằng cách đứng lên, đặt tay lên ngực nơi có trái tim. Tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi cho nhân dân tôi, cho dân tộc tôi và cho cả thế giới. Một người xác định mục đích sống như thế, động cơ sống như thế thì không một chút riêng tư.
hy sinh hết. Và đây là bài học đạo đức lớn nhất, vĩ đại nhất mà tuổi trẻ chúng ta phải học Bác bằng cho bằng được, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày cho xứng đáng với Bác. Chưa kể tại sao mà Bác luôn luôn nhắc miền Nam trong trái tim tôi. Tại sao Bác lại nói là tôi, Bác chưa xứng đáng để nhận huân chương? Khi Quốc hội quyết định trao tặng Bác huân chương cao nhất là huân chương sao vàng, Bác từ chối. Bác cảm ơn Quốc hội. Bác đề nghị với Quốc hội là chỉ nên tặng một người thôi. Bác giới thiệu một người miền Nam của chúng ta đây này, một người Bác kính yêu của chúng ta trong miền Nam này, và của cả nước. Bác Tôn Đức Thắng các đồng chí. Bác Tôn quê ở An Giang, đúng không? Ta về Cù Lao Ông Hổ nhé, để thăm cái khu lưu niệm Bác Tôn nhé. Từ một người thợ điện, một người thợ máy mà thành một lãnh tụ, người bạn thân thiết của Bác suốt cả cuộc đời đấy. Bác Tôn còn hơn tuổi Bác Hồ cơ. Nhưng mà cụ là công nhân mà, chứ cụ rất là mạnh khỏe, có một thân hình rất là vạm vỡ. Mà những ngày quốc tang Bác đấy, Bác Tôn dù hơn tuổi Bác mà ngày đêm túc trực bên thi hài Bác Hồ. Thì Bác Hồ đề nghị tặng huân chương chỉ cho một người thôi, Bác giới thiệu đó là Bác Tôn. Bác Tôn nhận huân chương là cả miền Nam nhận huân chương. Còn với Bác đấy, Bác dặn là hoãn lại chưa muộn. Hãy đợi giải phóng miền Nam đã. Đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho Bác cũng chưa muộn. Rồi Bác đi, Bác không kịp nhận. Đến huân chương Lenin, Liên Xô tặng, Bác cũng đề nghị hoãn lại. Cho nên Bác Hồ lúc ra đi đấy, các bạn hãy hình dung này, trên ngực áo trống không, không một tấm huân chương. Như thế mới vĩ đại. Càng như thế càng vĩ đại. Vì không tấm huân chương nào quan trọng hơn, cao hơn là huân chương ở trong trái tim của nhân dân. Bác là như thế, người sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Và đấy là niềm tự hào, kiêu hãnh của tuổi trẻ, là tuổi mà có một đoàn thanh niên được mang tên Bác. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là như vậy. Tại sao trên ngực áo của Bác không có huân chương nhưng lại ướt? Các bạn có hiểu về thế nào? Cả khoang ngực này là ướt. Nước mắt của 6 bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt của Trung ương thay nhau hồi sức cấp cứu cho Bác mà tim Bác không đập lại. Đến mức vừa làm hô hấp cho Bác mà vừa khóc nhỏ nước mắt trên ngực áo Bác. Chỉ cầu mong trong lòng có một phép màu nhiệm như kiểu thần thoại đấy. Làm sao cho tim Bác đập lại, sống lại thì có chết thay cho Bác cũng yên lòng. Mà không hề có. Đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà Bác vẫn gọi là chú Tô rất là trìu mến. Vì Thủ tướng được Bác rất thương. Thủ tướng lại luôn luôn ở bên cạnh Bác. Thủ tướng trực tiếp điều khiển cái nhóm bác sĩ này cấp cứu cho Bác. Ông vừa khóc vừa nói, thôi không làm nữa, không được đâu, để Bác đi cho thanh thản. Thì bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực Bác, kim đồng hồ mới chỉ đúng 9:47 sáng. Đảng ta lấy giờ đó để thông báo Bác mất và quốc tang cho Bác. Chứ còn thật ra tim Bác đã ngừng đập từ 9 giờ sáng. Ta có hiểu linh thiêng như thế nào không? 9 giờ sáng là giờ Bác viết di chúc. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 thì Bác cũng đi vào ngày mùng 2 tháng 9 sau 24 năm liền làm chủ tịch nước. 4 năm 69 mà. Chứ Bác cầm tay thủ tướng Bác khóc. Bác cứ bảo tính cho Bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời là thưa Bác 24 năm. Bác bảo hai giáp có phải không chú? Hai giáp tức là 24 năm là năm chẵn. Ý Bác là đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Mà năm ấy đê vỡ như thế, chiến tranh ác liệt như vậy mà Bác lại mất. Chuyện đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, không thể đốt pháo hoa được. Tố Hữu viết trong
Trần Trường Ca theo chân bác đấy là đốt pháo hoa mừng đến lễ sau là vì vậy. Thì đấy là cái sự tích, cái sự chi tiết về bác Hồ những lúc trên trên giường bệnh hấp hối nhé. Các bạn hãy xem bộ phim Hồ Chí Minh chân dung một con người hay là những giây phút cuối cùng của bác, hãy đừng quên một cái chi tiết nữa, bác nằm trên gối mà hai bên giềm gối cũng đẫm nước, nó lại ứng với nước mắt từ hai con mắt bác nhỏ xuống. Chi tiết này cũng cần phải biết cho nó rõ vì sao. Bởi vì những ngày bác ốm nặng là những ngày mà thiên tai lũ lụt rất là nghiệt ngã. Đế quốc Mỹ đó lại ném bom triệt phá hàng loạt hệ thống đê điều Bắc Bộ, miền Bắc. Cho nên trước tình hình đó, nghiêm trọng đó mà bác đang nằm trên giường bệnh, Trung ương rất lo. Cho nên đến gặp bác, Tổng Bí thư Lê Duẩn đến gặp bác, xin phép được mời bác rời Hà Nội để đưa bác về dưỡng bệnh ở Đá Trông, mà sau này là Đá Trông K9 ở Ba Vì đấy, là nơi để thi hài bác những ngày chiến tranh đấy. Để bác yên tâm dưỡng bệnh, để cho đảng và dân yên lòng. Vì ta phải lường trước một tình huống xấu, nếu như không giữ được đê điều miền Bắc thì Hà Nội có khi chìm trong biển nước. Mà bác ốm như thế nên mời bác đi dưỡng bệnh ở một nơi yên tĩnh và cao giáo hơn. Bác có đi đâu? Bác khóc. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Bác không thể bỏ dân mà đi được. Bác không thể bỏ dân mà đi được. Cái chữ dân ấy là đau đáu trong suốt cuộc đời bác ấy. Bác còn giải thích là đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Dân mới là quan trọng. Dân hay là nhân dân, hay là quần chúng, hay là đồng bào, là những cách gọi khác nhau, nhưng mà trong trái tim bác chỉ là chữ dân mà thôi. Dân với nhiều nghĩa lắm đấy các bạn, mà nó đều liên quan đến công tác đoàn cả đấy. Dân chủ này, dân vận, dân tộc này, đại đoàn kết toàn dân tộc đấy. Chữ dân là chữ mà chiếm cái tần số lớn nhất trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh là thế đấy. Thì bác nói câu ấy để rồi khi lâm chung trên giường bệnh trước lúc mất đấy, bác lại hỏi dân một lần nữa: đê vỡ có nhiều không, có kịp sơ tán dân đi không đấy. Bác còn hỏi miền Nam. Miền Nam trong trái tim bác thương nhất là miền Nam chứ. Chưa một lần nào bác về Cao Lãnh, Đồng Tháp cả. Bác chỉ đến Huế một thời gian, chứng kiến mẹ chết. Bác về Bình Định, Bình Khê, nơi mà bố bác làm chi huyện Bình Khê. Bác về thăm, chào từ biệt cha, rồi đến bến cảng Nhà Rồng. Bác dạy một thời gian ngắn là Dục Thanh, Phan Thiết thế thôi. Cao Lãnh chưa một lần bác đến. Mà Cao Lãnh là nơi yên nghỉ của bố bác, cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, mà chúng ta thay mặt cả nước chăm nom cho cụ là như vậy. Thì đấy là điều mà chúng ta nên lưu ý. Đặc biệt nữa này, trong cuộc đời của bác đấy, nó có cái chi tiết về ba cái sự kiện cuối cùng tôi kể để các đồng chí cùng nghe nhé. Các bạn có biết là ngày bác ăn bữa ăn cuối cùng là ngày nào không? Ngày bác ở nhà sàn cuối cùng là ngày nào trước khi về cái nhà hầm 67 mà bây giờ là chỗ có bàn thờ bác? Và đặc biệt này, nhất là với quân đội, ngày bác làm việc cuối cùng là ngày nào? Tuổi trẻ không thể quên được những chi tiết này. Ngày 12 tháng 8 năm 1969, tức là chỉ một thời gian ngắn sau thì bác mất đấy. 12 tháng 8 năm 69 nhé, năm bác 79 tuổi, năm ấy là năm Kỷ Dậu nhé. Năm Tổng Tiến Công Mậu Thân năm 68, trước đó là năm Mậu Thân. Năm bác đi là năm Kỷ Dậu. Thì 12 tháng 8 năm 69 ấy, vào khoảng 5 giờ chiều, bác đi đến biệt thự Hồ Tây. Ở Hà Nội có cái Hồ Tây rất đẹp, đấy có biệt thự, tức là nhà khách của Trung ương, để bác thăm đoàn đại biểu Việt Nam đi đàm phán ở Paris, ở Pháp vừa mới về. Bác ân cần đến thăm trước.
Thế và lúc trở về thì trời mưa to gió lớn và bác bị cảm lạnh, tim bác đau nặng, áp huyết không ổn định, chưa kể bao nhiêu bệnh tật khác của bác lúc tuổi già. Bác viết di chúc như thế này, ta nhìn vào từng trang một nhé, những dòng viết của bác viết tay đấy, chữ chữ xô đẩy nhau như thế này các đồng chí này, vì đáy mắt bên trong của bác đã chảy máu rồi, tay bác đã run lắm. Được các bác sĩ khám bệnh cho bác đã thấy là các cái mạch máu ở trong cổ họng đã giãn ra rồi, có khi bị vỡ chảy máu. Thì bao nhiêu bệnh tật những năm tháng cuối đời, và bác đi thăm cán bộ ở Paris về thì bác bị cảm lạnh, các bác sĩ cấp cứu ngay và tiêm thuốc cho bác. Thế thì chúng ta mới lưu ý một chi tiết là như thế này. Cảm ơn con. Bàn gốc quá. Chúng ta dọn cơm để bác dùng. Bữa cơm cuối cùng của bác vẻn vẹn có một cái bát nhỏ thôi. Tức là một cái bát như gần như súp ấy. Ninh ma ba củ khoai tây nhỏ với nước xương cho bác thế thôi. Mà bác cầm cái thìa để múc từng củ khoai tây nhỏ lên mà ăn, mà tay bác đã run lắm rồi, bác không cầm nổi. Cái củ khoai tây bỗng nhiên nó rơi xuống cái mặt bàn như thế này. Bác lấy giấy ăn để lau đi để ăn. Các bác sĩ xót xa quá bảo nhau lấy bát khác cho bác. Bác khóc. Bác bảo ngoài trời mưa to gió lớn như thế, đê vỡ như thế, lúa má hoa màu của bà con hỏng hết. Lẽ nào bác phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào, bác cố ăn khó nhọc mấy cái củ khoai tây nhỏ đó, thì ta không thể ngờ rằng có thể coi đây là bữa ăn cuối cùng của bác. Nhật ký chữa bệnh cho bác mà ta còn lưu giữ đến tận bây giờ, dù bác mất hơn nửa thế kỷ nay, ghi từng ngày một. Mỗi ngày 2 thìa sữa cho bác không ăn hết, 2 thìa cháo loãng bác cũng không nuốt nổi, bác rất là đau đớn. Ngay Có thể cả coi đây nói với là chúng ta, bữa ăn bác cuối cố cùng hết của sức bác. thôi, chứ đã đau lắm. Tại sao bác khóc nhiều là thế? Chỉ nhìn chúng ta mà khóc là chính. Những ngày cuối cùng, bữa ăn cuối cùng của bác là ngày ấy các bạn. Cũng ngày ấy thì Trung ương đã phải tính đến chuyện mời bác không ở nhà sàn nữa. Cái nhà sàn bác chỉ đạo làm rất tiết kiệm, bác không cho làm nhiều phòng, chỉ có 2 3 phòng nhỏ, mỗi phòng chưa đầy 10 mét vuông. Bác lại không cho làm nhà vệ sinh kiểu căn hộ khép kín đâu, bác lại không cho dùng gỗ tốt, gỗ thường thôi. Bác dặn là làm thêm bệ xi măng để các cháu thiếu nhi đến chơi có đủ chỗ ngồi cho bác, thế thôi. Thế là bác hàng ngày bác phải đi xoa cái cầu thang này này để xuống cái nhà bếp gọi là nhà 54. 54 là gắn biển, 54 là làm năm 1954, để dùng cơm, thế rồi là sinh hoạt cá nhân. Thế bây giờ bác ở một thân một mình như vậy, đêm hôm làm thế nào mà mỗi ngày Bác một không yếu, nuốt nổi. cho nên bác Trung rất ương là quyết định đau đớn. mời bác không ở nhà sàn. Ngay Có thể cả coi đây. đưa bác xuống một cái căn nhà cấp 4 gọi là nhà hầm, ngoài có biển là hầm 6 H67 hay là A67. 67 là làm năm 1967, là năm chiến trường miền Nam trong này đang rất ác liệt. Mà bác 77 tuổi. Thời đó chiến tranh, Ngay có thể cho coi. nên là họp trung ương họp từ mờ sáng để tránh máy bay Mỹ. Đang họp thì báo động. Thế là các ủy viên trung ương phải xuống hầm hết. Bác bảo thế nào? Các chú còn trẻ xuống trước đi. Bác già rồi, bác vào sau cùng, có gì bác chịu cho. Ai cũng khóc. Trung ương quyết định phải làm một căn hầm riêng cho bác để bảo đảm an toàn tính mạng cho bác, mà bảo nhau làm thật nhanh trong thời gian bác đi họp vắng ở nước ngoài, họp Liên Xô, họp Trung Quốc. Khi về đã làm xong mời bác vào ở, chứ nếu bác biết bác không cho làm đâu. Ngay cả cái việc mà những ngày cuối cùng của bác đấy, Đảng ta quyết định chọn 4 bác sĩ giỏi nhất mà tin cậy nhất cho đi học bí mật ở Liên Xô về bảo quản thi hài, mà phải đi giấu bác, chứ nếu bác biết bác không cho đi đâu.
Thì bây giờ cũng vậy, làm căn hầm này cũng thế. Cái nhà cấp 4 trong hình thức là một mái nhà, thật ra nó là cái căn hầm. Thế là đúng là lúc làm xong thì bác đi họp về. Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt Trung ương đến thăm bác, mời bác từ nay không ở nhà sàn nữa, xuống ở cái nhà này để bảo đảm sức khỏe cho bác. Bác nói thế nào? Bác bảo là chú nào làm thì chú đó ở. Bác ở nhà này, ở nhà sàn này là đủ lắm rồi. Tổng Bí thư Lê Duẩn phải thưa lại là thưa bác, không ai làm đâu. Đây là nghị quyết của Trung ương. Đây là quyết định của Bộ Chính trị, mong bác chấp hành. Tại sao lại mong bác chấp hành ra làm gì? Vì bác là đảng viên chứ, đúng không? Bác dù là lãnh tụ của đảng, của dân, nhưng bác cũng là một đảng viên, có nghĩa vụ bổn phận đảng viên. Trên tổng bí thư nói là mong bác chấp hành là theo nghĩa đó đấy. Mà bác là một mẫu mực tuyệt vời về dân chủ chứ. Bác nói ngay là nếu là nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị thì bác xin chấp hành. Nhưng bác cũng xin phép Trung ương để không ở. Cái câu sau bác còn giải thích thế cơ, để không ở. Hãy để làm nơi họp Trung ương, làm nơi họp đón khách quốc tế và nhất là nơi đón đồng bào dũng sĩ miền Nam ra thăm. Bác chỉ ở đúng mấy tuần lễ rồi mất chút hơi thở cuối cùng tại căn hầm 67 đó. Nếu các bạn ra thăm thì bây giờ đó là chỗ để bàn thờ bác đấy, thắp hương cho bác ấy. Và đừng quên nhìn cái bàn làm việc, nhìn cái giường nằm của bác còn nguyên đó. Lãnh tụ mà chăn đơn gối chiếc suốt cả cuộc đời, chiếu mộc có hai cái quạt, một cái quạt mo cau khi bác về Nghệ An tỉnh ủy biếu bác làm kỷ niệm quê hương, cái quạt lá cọ tỉnh ủy Phú Thọ biếu bác để bác nhớ về rừng cọ đồi chè miền Trung du thời kháng chiến, có thế thôi. Bàn làm việc của vĩ nhân mà làm cái bàn mộc thô sơ như thế này, đồ dùng văn phòng phẩm của bác có cái ống bơ sữa bò để cắm bút bi bút chì mà làm việc hàng ngày, chứ đâu có đồ dùng văn phòng phẩm sang trọng như chúng ta bây giờ đâu. Để ta thương bác biết bao nhiêu, bác tiết kiệm đến mức khắc khổ để lo cho dân cho nước, đặc biệt là làm gương cho tuổi trẻ. Vì bác nói tuổi trẻ những câu hay nhất: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là niềm tin, là mình hy vọng của cả xã hội, của cả đất nước. Thế thì bác làm gương cho chúng ta như vậy. Cái bàn làm việc, cái giường nằm của bác cả một đời hy sinh cho dân cho nước vẫn chăn đơn gối chiếc, tức là cô đơn một thân một mình đến phút chót. Những cái chi tiết như thế chúng ta đừng quên. Thế thì bây giờ chuyển bác từ nhà sàn sang nhà hầm như vậy. Còn ngày làm việc cuối cùng của bác, ta cũng không thể ngờ rằng nó lại có cái những cái trùng hợp linh thiêng xúc động đến như vậy. Ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày 25 tháng 8 năm 69. Một tuần sau đúng mùng 2 tháng 9 năm 69 thì bác vĩnh biệt chúng ta. 25 tháng 8 là ngày gì các bạn? Là sinh nhật đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giữa bác và đại tướng có một mối liên hệ đến kỳ diệu. Ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng mùng 5 tháng 6 thì đại tướng chưa cất tiếng khóc chào đời. Bây giờ ngày làm việc cuối cùng của bác lại đúng là ngày sinh của đại tướng. Mà bác yêu quý đại tướng như thế nào thì các bạn đã quá biết rồi. Bác đặt tên là Văn cơ mà. Họ là Võ mà để bắt bí danh là Văn, tức là Văn Võ song toàn. Vì đại tướng vốn là một giáo sư sử học, tức là một trí thức. Ông không có một ngày nào qua trường võ bị cả, mà ông có một thiên tài quân sự đến mức cả thế giới phải thừa nhận. Bậc danh tướng của thế giới, không riêng Việt Nam đâu. Mỗi một nước may mắn lắm thì có trong từ điển quân sự thế giới một danh tướng. Thế mà Việt Nam có cái hai danh tướng: Trần Hưng Đạo thời phong kiến, Võ Nguyên Giáp thời đại Hồ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp là những Văn Võ song toàn. Ở đây các bạn hãy chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa, nhất là quân đội. Chẳng mấy chốc ta sẽ kỷ niệm 10 năm ngày đại tướng ra đi.
sắp đến rồi. 10 năm đại tướng về với bác rồi. Đại tướng thọ được 103 tuổi. Đại tướng nằm ở vũng chùa Đảo Yến, đến chết vẫn chỉ nghĩ về tổ quốc, canh giữ bình yên cho tổ quốc, cho quê hương. Nếu các bạn về vũng chùa Đảo Yến ấy, hãy nhìn 103 cây hoa ban trồng khung quanh khu mộ đại tướng, tượng trưng cho tuổi thọ đại tướng mà hoa ban này mang từ đất Điện Biên về. Thế nó mới có ý nghĩa. Thế bây giờ, ngày 25 tháng 8, ngày sinh nhật đại tướng, là ngày bác làm việc cuối cùng trên giường bệnh. Bác, đại tướng Võ Nguyên Giáp và vợ, tức là phu nhân, là bà Đặng Bích Hà, là giáo sư sử học. Bà là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai đã từng là bộ trưởng bộ giáo dục đầu tiên của Việt Nam. Bác chọn Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho nổi tiếng miền Trung Đặng Nguyên Cẩn, là bạn thân thiết của bố bác, cụ phó bạc Nguyễn Sinh Sắc. Thế thì hai vợ chồng đại tướng đến thăm bác, biếu bác hai quả dừa. Nước dừa là nước của miền Nam, biểu tượng của miền Nam. Bác bảo cho bác một ngụm nước dừa là thế. Bác dặn là cô chú gói hai quả dừa lại bằng một tấm lụa đỏ, thay bác mang sang biếu vợ chồng luật sư Trịnh Đình Thảo đang có mặt ở Hà Nội. Trịnh Đình Thảo tức là nhân vật phái hòa bình dân chủ trung lập của miền Nam, mà cũng là một phần của sự nghiệp thống nhất đất nước. Bác quý trọng miền Nam, quý trọng trí thức, quý trọng nhân tài như thế đấy các bạn. Mà đây là điều luôn luôn quan hệ đến với thanh niên của chúng ta. Vì học bác không chỉ là trí tuệ, không chỉ là bản lĩnh chính trị, mà sâu thẳm ra đấy là học bác về đạo đức, về ứng xử, về tình nghĩa, thấu lý đạt tình, đó là bác Hồ. Mà tuổi trẻ nếu học được cái điều này đấy, thì vào đời lập thân lập nghiệp sẽ trở nên rất có ý nghĩa. Từ đây chúng ta phải lần đến hai bài thơ của bác lúc cuối đời, đều gắn với thanh niên, nhất là thanh niên quân đội, rồi thanh niên xung phong, rồi các dũng sĩ diệt Mỹ ở miền Nam. Tổng tiến công Mậu Thân năm 68, lúc bác 78 tuổi. Và bài thơ cuối cùng Xuân Kỷ Dậu năm 69, lúc bác 79 tuổi. Bác không chỉ là lãnh tụ, bác còn là nhà thơ. Cho nên bác có thơ mừng năm mới, năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa, cũng kiểu như bác phát động tiết trồng cây vậy. Đúng không? Cứ đến giao thừa, mọi người dân đều chờ đợi được lắng nghe thơ chúc Tết của bác, thơ mừng năm mới của bác, và qua giọng bác để biết được sức khỏe của bác như thế nào. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế, ta không thể ngờ được, bác phải đọc trước, ghi âm trước đấy. Bao nhiêu cái Tết, bác đều xa quê hương, xa tổ quốc, đi chữa bệnh nơi đất khách quê người cả. Mà đây là đi theo chỉ thị của Trung ương, thì ta mới càng thấy thương bác ấy. Bài thơ năm 68 đầy hào sảng, vì ai cũng kỳ vọng rằng sẽ dứt điểm câu chuyện miền Nam vào năm 68. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bài thơ có thể nói là hừng hực sức chiến đấu, truyền niềm tin và cảm hứng cho tất cả, nhất là chiến trường. Bác hồi hộp lắng nghe tin chiến thắng từ miền Nam. Trên rừng bệnh, bác còn hỏi là chiến trường miền Nam hôm nay ra sao, mặt trận Bình Long, Bình Phước thế nào cơ mà. À thế. Và nó có một chi tiết rất đời thường. Ai cũng biết bác bỏ thuốc lá khi bắt đầu viết di chúc, tức là lúc 75 tuổi. Thế mà năm 68, tức là bỏ thuốc được 3 năm rồi, bác lại rất thèm một điếu thuốc. Mà không có, vì đã bỏ rồi. Bác thèm thuốc là trong cái cảm hứng về miền Nam đấy. Câu chuyện đời thường xung quanh cái câu chuyện thuốc lá của bác ấy cũng càng làm cho thấy bác cao quý. Vì bác giữ lời hứa, giữ nghị lực mà không hút nữa, dù bác rất thèm. Chứ tôi kể qua một chút cái câu chuyện thuốc lá của bác gắn với cái bài thơ này. Bác ho rất nhiều vào ban đêm.
các bác sĩ báo với Trung ương là xin phép Trung ương làm sao để bác bỏ được thuốc lá. Thế là đề nghị bác đừng hút nữa. Và qua thư ký là đồng chí Vũ Kỳ cũng đề nghị bác đừng hút nữa. Bác bảo thế nào? Các cháu học bác điều gì thì học. Bác rất khiêm tốn. Nhưng theo bác, đừng học bác hai điều. Một là bác hút thuốc lá, bác coi đó là khuyết điểm. Hai là bác không lấy vợ, bác cũng coi đó là một khuyết điểm. Các cháu không thế được. Bác là hy sinh cho đồng bào thì bác hy sinh thôi. Chứ còn như thế nó trái lẽ tự nhiên. Các cháu phải có vợ, có con, có gia đình riêng mới hợp lẽ tự nhiên. Thế mới thấy bác là một con người chứ. Và bác coi đó là khuyết điểm. Thế còn riêng là dục bác đừng hút thuốc lá nữa. Bác bảo thế nào? Các chú cho bác bỏ dần có được không? Bỏ dần thôi. Càng thấy bác là một con người chứ. Hút ít đi rồi cuối cùng nhất định không hút nữa. Thương bác quá mà Trung ương bàn với nhau cần phải có một nghị quyết về thuốc lá. Gọi là nghị quyết cho nó sang trọng. Thật ra nó là cái lời cam kết, lời giao ước với nhau. Tức là cấm tuyệt đối không được ai hút thuốc lá trước mặt bác. Để cho bác bỏ cho nó nhanh, cho nó dễ mà. Để giữ sức khỏe cho bác. Nhất là bác còn đòi đi thăm miền Nam nữa cơ. Phải có sức khỏe. Ai cũng thương bác cho nên đồng ý hết. Thậm chí lại còn hăng hái dặn nhau là giữ bí mật, không nói lộ ra ngoài để bác biết bác buồn nhé. Thì lúc mà ra nghị quyết thì rất là hăng hái như thế. Đến lúc thực hiện mới khó đấy ta làm gì. Ta là thế mà. Nghị quyết nào hay cả. Nhưng mà thực hiện là rất là khó khăn chứ có dễ dàng gì đâu. Đấy. Vì làm việc với bác cả ngày đêm như thế mà không được hút thuốc lá, các vị khó chịu lắm. Mà đã hứa là bí mật chứ không ai nói cả. Thế mà bác biết hết. Chỉ nhờ bác quan sát và suy đoán. Tại sao ngày thường các vị hút lắm vậy? Mà mấy hôm nay trong phòng không có một làn khói nào. Phòng họp. Mà nhìn mặt thì vị nào cũng có vẻ buồn buồn cả. Thế là bác biết. Bác mới gọi ông Vũ Kỳ là thư ký ra. Ông Vũ Kỳ là rất hồn nhiên. Chưa biết đầu đuôi thế nào cả. Bác mới hỏi đã hứa ngay. Bác bảo bác có một việc riêng muốn nhờ chú. Chẳng hay chú có giúp bác được không? Bác dân chủ đến thế nhé. Không bao giờ ra lệnh cả. Chỉ xin. Ông Vũ Kỳ bảo bác cứ nói cháu làm ngay. Bác bảo bác xin chú bao thuốc có được không? Thế bây giờ mới thấy khó xử. Một là đã chót hứa rồi. Hai là không đi lấy cho bác. Thì ấy nấy. Lấy cho bác mà nhỡ bác hút lại. Thì bác Trung ương biết Trung ương sẽ phê bình. Nhưng không biết làm thế nào cả, cứ đánh trống làng. Bác nhắc lại là bác xin chú bao thuốc. Chú nghe có được rõ không? Đấy. Bác giải thích là bác không hút đâu. Nhưng bác có việc cần lắm. Có giúp bác được không? Thế là yên tâm đi lấy ngay cho bác bao thuốc. Hôm sau, tức là tại cái nhà sàn của bác ấy, diễn ra một cuộc họp bác chủ trì. Đấy là họp bộ chính trị, họp ban bí thư như kiểu bây giờ chúng ta họp. Nhưng thời bác ấy là đơn sơ lắm. Họp ngay trong nhà bác, cái tầng trệt kê cái bàn mộc dai đấy này này. Kê mười mấy cái ghế này là các ủy viên bộ chính trị ngồi họp. Chứ đâu để có hội trường sang trọng như thế này đâu các đồng. Bác nói ngay. Bác biết cái nghị quyết của các chú rồi. Bây giờ bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ thoải mái như trước đi. Đừng vì bác mà khổ thế. Bác cứ rút từng điếu một, đưa từng người một. Ai cầm điếu thuốc của bác cũng chỉ muốn khóc. Vì thương bác quá. Chỉ vì thế mà sau này nhiều vị bỏ hết không hút nữa. Nhưng bác tâm sự thế này thì mới càng xót xa này. Bác hứa với Trung ương, với các chú là bỏ thuốc thì bác bỏ thôi. Chứ bác không giấu các chú, bác thèm lắm. Ngủ bác còn nằm mơ thấy thuốc lá và rượu cơ mà. Bác có phải bậc thánh đâu, bác là con người bằng xương bằng thịt chứ. Thế mới thương bác. Cho nên là thanh niên nam giới đấy, nhiều đợt bạn rất là tinh ấy. Đến thắp hương trước bàn thờ bác ấy mà, bao giờ cũng để một bao thuốc lá. Hay là cắm cái điếu thuốc lá trên một cái nhánh hương ấy. Thế là cảm nhận như bác đang sống vậy. Mà đúng như thế chứ. Đấy. Vì đừng bao giờ nghĩ bác là thần thánh cả. Bác là con người bằng xương bằng thịt. Dù bác rất vĩ đại. Vĩ đại đến những bậc thánh như Đức Chúa vậy.
Đức Phật vậy, nhưng vẫn là một con người. Bác làm thơ về đề tài thuốc lá để các bạn hiểu thêm rằng bác là một nhà thơ nhé. Thuốc không, rượu chẳng có, mừng xuân, tức là bỏ hết đúng không? Thuốc không, không có, rượu không có, thuốc không, rượu chẳng có, mừng xuân. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Thi nhân là nhà thơ, không có rượu có thuốc mất hết cả cảm hứng đúng không? Bây giờ còn người trần mắt thịt thôi, tục nhân mà, người trần mắt thịt. Mơ thấy thuốc thơm và rượu ngọt, tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Thế là bác. Bác lại nhận được tin là có một vị cao niên là bố của bác sĩ của bác. Cho nên là cụ rất mong được gặp bác lấy một lần trước khi chết. Bác rất cảm động, bác cho mời cụ ra thăm ngay. Và bác dặn văn phòng là các chú làm cơm cho bác để bác tiếp cụ. Nhớ cho bác một chai rượu nhỏ, một bao thuốc để bác tiếp cụ, chứ bác không dùng đâu. Thế mà. Thế là vào bữa ăn chỉ có bác và cụ già, bác nói ngay. Xin cụ cứ dùng nhị vật này cho tự nhiên. Nhị vật tức là hai thứ mà, rượu và thuốc lá. Còn tôi, các bác sĩ không cho dùng nữa cụ à. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được thưởng thức nhị vật ở trong mơ. Tức là ngủ nằm mơ thấy đấy. Bác rất thật là thế. Bây giờ trong tổng tiến công mậu thân, bác thèm một điếu thuốc lá là chuyện có thật. Bác làm thơ. Bài thơ chữ Hán cuối cùng của bác khi ta dịch ra, đó là cả một kiệt tác văn chương. Trong số các đồng chí có nhà giáo nào dạy văn học đã dạy thơ bác thì sẽ biết. Bác viết là tam niên bất ngật tiểu suy yên, nhân sinh vô bệnh thị thần tiên, hỷ tín nam phương liên đại thắng, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ông Nam Chân dịch ra rất hay là thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm. Từ lúc viết di chúc là 65, tổng tiến công là 68, đã 3 năm. Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần, mừng ấy miền Nam vui thắng lớn, một năm là cả 4 mùa xuân, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ta không ngờ rằng đấy là những vần thơ cuối cùng bác để lại trước lúc đi xa. Còn cái bài thơ năm 69 thì vẫn rất lạc quan tin tưởng, nhưng đã có cái gì đó dằn vặt trong lòng. Ta cùng nghe nhé. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm qua là Mậu Thân, năm nay Kỷ Dậu này, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Bài thơ cuối cùng này, lúc bác 79 tuổi. Viết xong bài thơ này, bác còn đón đoàn đại biểu miền Nam ra thăm, dù bác đã rất yếu rồi. Ta nhớ là lúc bây giờ là trong Nam này, các đồng chí Đồng Tháp đấy, căn cứ địa cách mạng đấy, địch đang lùng sục, đang giành giật đất đai, và ta còn đang chiến tranh. Bác thương tất cả dành cho miền Nam là thế. Đoàn đại biểu miền Nam ra Bắc thăm Bác Hồ do một vị bác sĩ dẫn đầu là bác sĩ Phùng Văn Cung. Bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu đoàn ra thăm miền Bắc, thăm Bác Hồ thì mang theo rất nhiều cán bộ chiến sĩ, nhất là các cháu gái, là các dũng sĩ diệt Mỹ được ra thăm miền Bắc. Đấy là bác chỉ đạo cho ra thăm miền Bắc và để có dịp cho các cháu gái đi chữa bệnh. Các bạn nhớ là bác không có gia đình riêng nhé, không có vợ, có con, mà bác thấu hiểu cuộc sống. Bác nói với bác sĩ Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Y tế đấy. Bác sĩ Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch này rồi cũng hy sinh trong tổng tiến công Mậu Thân. Và truy tặng anh hùng lao động là thế. Bác bảo các chú phải chịu khó chế tạo nhiều loại thuốc chữa bệnh cho các cháu gái ở chiến trường. Chiến trường ác liệt lắm, làm sao phải chăm sóc sức khỏe cho các cháu gái, để rồi khi trở lại hòa bình, trở về cuộc sống đời thường, các cháu gái vẫn có thể làm vợ và làm mẹ được.
ta thấy các đồng chí nữ được bác thương đến như thế nào. Thế thì các cháu nhìn thấy bác yếu, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, chậm rãi, rất thương, cứ khóc. Bác động viên là ra thăm bác phải vui lên, sao mà các cháu cứ khóc nhiều vậy. Thế là các cháu gái lại càng xúc động, lại càng nức nở, khóc nhiều hơn. Và nói với bác một câu thế này này: thưa bác, ở chiến trường khó khăn mấy chúng cháu cũng chịu được, gian khổ hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ. Chúng cháu chỉ sợ nhất phải nghe tin bác Hồ 100 tuổi. Cái câu này là đầy linh cảm. 100 tuổi tức là ý nói bác mất. Bác rất xúc động. Bác mới quay sang bên cạnh thì thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng đó. Bác gọi là chú Tô. Thủ tướng thường đi cùng với bác những lần tiếp khách, nhất là khách miền Nam. Bác nói ngay này: chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi hả chú? Thủ tướng thưa là: thưa bác, năm nay bác vừa 79 tuổi. Bác nói ngay này: vậy còn những 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Ta hỏi theo nghĩa bóng mà, bác trả lời theo nghĩa cụ thể, đúng không? Còn 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác không nói đánh Mỹ 21 năm. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe thì vẫn gặp được bác. Đấy là bác an ủi thôi. Chứ chỉ mấy tháng sau thì cả nước đầm đìa nước mắt khóc thương tiễn bác về chốn Vĩnh Hằng. Chứ cái đoàn miền Nam băng rừng vượt núi rồi lại trở lại để chịu tang bác. Cái năm 69, cách đây 52 năm. Trên các bạn là thanh niên, từ thủ lĩnh trên đoàn viên thanh niên đều là lớp con cháu sinh ra trong thời đổi mới, rất là cách xa bác. Chỉ được biết bác qua lịch sử, qua kỷ niệm thôi, chúng ta càng phải học bác một cách thấm thía hơn. Là như vậy. Chúng càng thấy rõ vai trò của nhà trường, của giáo dục, nhất là đội ngũ các thầy giáo dạy văn học, lịch sử. Thì đấy là điều mà chúng ta càng phải chú trọng học bác kỹ hơn nữa. Đặc biệt, nó có một cái chi tiết rất cảm động mà không ai không nhắc đến cả. Đó là một con người như bác phải bắt nguồn từ cội nguồn lịch sử sâu xa như thế nào, từ gia đình, quê hương, dân tộc, xứ sở, rồi đi ra nước ngoài thâu thái tri thức của cả nhân loại, để rồi mới trở về có một tình thương yêu con người Việt Nam mãnh liệt đến như vậy, mà dành tất cả cuộc đời cho tuổi trẻ thanh niên. Vì bản thân bác cũng nhận là một thanh niên già, mà thanh niên trẻ phải tiếp sức cho bác là thế. Bác nói một câu là: con hơn cha là nhà có phúc, nhưng mà thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước thì cách mạng càng có phúc lớn. Đấy chính là chỗ trách nhiệm đảng ta với đoàn thanh niên, với thế hệ trẻ phải như vậy đấy các bạn. Từ đây, để trả lời câu hỏi cội nguồn sâu xa của tình thương yêu của bác, ta hãy bắt đầu từ gia đình, từ quê hương, chuyện câu chuyện của bác với thế giới, với thời đại. Các bạn có biết là trong những người thân trong gia đình bác ấy, bác Hồ của chúng ta là người sống lâu hơn cả. Bác còn thọ được đến 79 tuổi. Các bạn hàng ngày chăm nom vườn lưu niệm của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, các bạn có biết là cụ sống được bao nhiêu tuổi không? Cụ Phó Bảng thân sinh ra bác ấy chỉ thọ được có 67 tuổi. Chứ bác là 79 tuổi. Trong gia đình bác, những người thân yêu đều mất sớm. Đau khổ nhất cho bác là mẹ bác và em nhỏ của bác. Mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan, chỉ sống được có 33 tuổi thôi. Bà mất vào năm 1901, lúc bác mới có chưa đầy hơn 10 tuổi đầu. Đã mồ côi mẹ, mà bà lại mất trong cô độc ở Huế cơ. Quê ở làng Hoàng Trù, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Mà tại sao lại mất ở Huế? Bởi vì lúc bác Hồ 5 tuổi thì cả gia đình đã di chuyển từ quê vào Huế.
Bà làm ruộng ở quê, vào Huế thì phải làm nghề dệt vải vì không có ruộng đất. Bà vào Huế là để hy sinh tất cả cho chồng theo đuổi con đường học hành khoa cử. Mà đau khổ cho bố bác là bao nhiêu kỳ thi đều hỏng cả. Thời trước phong kiến mà cứ phạm húy một cái từ đó là trong bài thi nó đã đánh trượt. Dù cụ rất tài giỏi và uyên bác, trên đến khi mà cụ thành đạt công thành danh toại thì người vợ đã hy sinh cả đời cho mình không còn nữa. Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan ấy sợ chết trong cô độc ở Huế. Lúc mà con cả, tức là ông cả Khiêm anh trai bác đi với bố vào hộ Phật Thanh Hóa, triều đình nó lại cử cụ đi chấm thi tận Thanh Hóa đó. Mà cụ mang con trai cả cùng đi là anh trai bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm đấy, cả Khiêm, rồi sau này là Nguyễn Tất Đạt, bác là Nguyễn Sinh Côn, là Nguyễn Tất Thành, em nhỏ của bác là Nguyễn Sinh Nhuận, nhưng mà không có sữa mẹ, toàn bế em sang hàng xóm xin bú nhờ thôi, gọi là Nguyễn Sinh Xin. Thì mẹ được 33 tuổi, em nhỏ chưa đầy 1 tuổi đã mất. Mà bác chứng kiến cái chết của mẹ của em, chứ còn bố bác, anh trai bác, chị gái bác mất, bác đều không có nhà, còn đang ở nước ngoài hoặc đang ở chiến khu Việt Bắc. Bác đi mua cơm về cho, à mua thuốc về cho mẹ, đi xin cơm xin cháo nuôi em. Về mở cửa ra thì cái căn phòng bé nhỏ ngoại ô thành phố Huế lúc bấy giờ, bà Loan đã chết lạnh giá trên khung cửi dệt. Bác đổ cả cái liễn cơm xuống, bác òa lên khóc. Mà bác kể cho ta nghe, lúc bác đang là chủ tịch nước ấy, bác kể là không bao giờ bác quên được cảnh mẹ thì đã chết lạnh rồi, em nhỏ không biết vẫn gào thét, vẫn bò trên ngực mẹ để tìm. Nghe được cái Đấy là điều đau đớn lúc tuổi thơ của bác. Mà bà mẹ bác lại mất vào đúng ngày Tết 22 tháng Chạp. Hôm sau là tang lễ 23 Tết, Tết ông Công ông Táo đấy. Bác 10 tuổi đầu bế em nhỏ 4 tháng tuổi trên tay, đưa mẹ lên tận núi Tam Tầng ở Huế để chôn. Mà nhờ bà con hàng xóm giúp, chứ bác thì biết làm cái gì lúc 10 tuổi đầu. Đấy là cái đau đớn của tuổi thơ nhé. Riêng mẹ bác, nó còn có cái chi tiết này mà các bạn trẻ cũng đừng quên. Có lẽ ít có người mẹ nào vất vả hy sinh như thế. Đợi đến khi mất được 20 năm thì mới bốc mộ. Chúng ta thường là 3 năm hay 5 năm thì có thể cải táng bốc mộ, chứ bà Loan là để 21 năm mới bốc mộ. Mà người bốc mộ cho bà là con gái cả, tức là bà Thanh, chị gái của bác, Nguyễn Thị Thanh. Bà Thanh còn có một cái bí danh rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Và bác đón chị, bác lấy tên là Hồng Liên, tức là hoa sen hồng, để tương xứng với chị. Trong tên của bác có cái tên là Hồng Liên, ta nhớ là đấy là hoa sen hồng nhé. Chị gái bác là Bạch Liên, là hoa sen trắng. Bà Thanh không chồng không con, anh trai bác ông cả Khiêm cũng không vợ không con, còn bác thì một thân một mình đến phút chót. Thế mà mẹ mất được 20 năm, con gái đầu lòng mới bốc mộ. Bà lặn lội từ Nam Đàn đến Huế 400 cây số đường rừng đường đèo, chứ có gần đâu. Ban đêm bí mật bốc mộ cho mẹ. Mà bà vừa làm vừa khóc. 21 năm thì hài cốt nó đã giữ hết. Cứ nhặt từng mẩu xương của mẹ rửa trong một chậu nước lá thơm cho phong tục, gói vào một miếng lụa đỏ, buộc chéo là cái tay nải đeo trên vai mang về quê. Bà khóc, bà nói là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con mang mẹ về quê được an toàn. Tức là bà thay cho cả hai em trai, ông cả Khiêm và bác Hồ. Lúc mà bà Thanh bốc mộ cho mẹ thì bác đang ở đâu? Bác đang ở Pháp. Bác đã là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp
và bác đã tổ chức giỗ mẹ lần thứ 20 ở giữa Paris hoa lệ. Bác còn cẩn thận tìm bằng được cái bông hoa dâm bụt để cắm vào miệng con gà giỗ mẹ ngay giữa giữa Paris. Để ta hiểu tại sao bác dạy các cháu phải yêu thương cha mẹ là thế đấy, chứ hiếu. Đó là thời điểm năm 1922, tức là 21 năm sau. Thế mà bốc mộ cho mẹ xong thì chôn mẹ ở đâu? Ai lại chôn ngay trong vườn làng sen, ngay trong mảnh vườn quê nội. Ta về quê bác nhé, Hoàng Trù là quê ngoại, làng sen là quê nội. Thế thì đợi 20 năm nữa, ông cả Kiêm mới lại đưa hài cốt của mẹ từ vườn làng sen lên dãy núi Đại Huệ trong cả cái giải Thiên Nhẫn Địa Linh Nhân Kiệt ở Nghệ An để chôn chính thức. Bà Loan vất vả thế đấy. Lúc mà chôn chính thức ở trên dãy núi Đại Huệ, đó là năm 1942. Cái năm ấy là năm bác đã về đến Bắc Bó Cao Bằng rồi. Bác đã lấy tên là Hồ Chí Minh rồi. Bác lại sang Trung Quốc rồi. Lần nữa để liên hệ với các bạn Trung Quốc thì bác bị bắt ở Quảng Tây và lính của Tưởng Giới Thạch giam cầm bác suốt 14 tháng trong nhà tù, trong khi nước sôi lửa bỏng, cách mạng tháng 8 đang đến gần. Đấy, hoàn cảnh là như vậy. Thì đấy là người mẹ ấy. Em nhỏ biết thảm thương, không biết mẹ mất, cứ nhây vú mẹ. Thế mà ban đêm năm hết Tết đến, hai anh em côi cút ôm lấy nhau mà khóc. Và em nhỏ sau này được bố đưa cả về quê. Ta hình dung xem cái cuộc đi của ông Nguyễn Sinh Sắc, tức là bố bác đấy, biết tin mẹ vợ mình đã chết, thế là đau đớn từ quê quay trở lại Huế đón hai con về. Hai con tức là bác mới có mấy tuổi và mới có hơn 10 tuổi và em nhỏ có 4 tháng tuổi, thắp hương cho vợ trên núi Đại, trên núi Tam Tầng rồi về quê. Cuộc đi dài dằng dặc như vậy, em nhỏ của bác sống sao được? Và quả nhiên về đến quê là tắt thở, nghèo khổ đến mức phải tháo cánh cửa, lấy miếng gỗ bên trong đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong một tấm áo rách, đưa em đi chôn có 4 tháng tuổi. Các bạn cố gắng về Nghệ An, Nam Đàn, Kim Liên nhé, lên viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, viếng mộ bà nội của bác, viếng mộ cả em nhỏ của bác nữa. Có cái biển là đường vào khu mộ bà Hoàng Thị Loan nhé, trên núi Đại Huệ. Dưới chân đèo, hai cái ngôi mộ đối diện nhau. Một bên ghi là cụ Hà Thị Hy, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thọ 32 tuổi. Còn một bên là Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 4 tháng tuổi. Để ta biết rằng tuổi thơ của bác trôi đi trong cay đắng như thế nào. Còn riêng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, các bạn nhớ là cụ đã làm quan trong triều đình, nhưng cụ nghĩ ngay là trong một tình cảnh đất nước nô lệ, làm quan còn nô lệ hơn cả mọi người nô lệ. Nó đầy ải cụ vào tận Bình Khê, là cái huyện nghèo khổ nhất ở Bình Định, làm chi huyện. Mà cụ sẵn lòng yêu nước thương dân, cụ cho thả hết tù chính trị. Những ai mới lần đầu mắc tội, cụ ân xá hết. Triều đình nó kết tội như thế là chống lại triều đình, và nó gọi về Huế để trị tội, cách chức. Và cụ cũng từ bỏ hết quan trường, sống ẩn dật trong làng xóm với dân, làm dạy học, nghề dạy học, bốc thuốc cho dân làng, chuyên dân làng coi cụ là ân nhân, làm tang cho cụ, chứ có người thân nào bên cạnh đâu. Cụ cũng mất trong cô độc. Đấy là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Nếu các bạn nghiên cứu kỹ về lịch sử cụ Nguyễn Sinh Sắc đấy, còn nhớ là cụ còn phiêu bạt vào tận đồn điền Cao Su ở Lộc Ninh. Thế rồi cụ vào tận Bình Dương ở Thủ Dầu Một, cụ tu trong một ngôi chùa đó, đọc kinh sách nhà Phật ở đó, rồi cuối cùng về Cao Lãnh Đồng Tháp trú ngụ. Và cụ chút hơi thở cuối cùng tại đây. Cái câu chuyện mà thời Mỹ Ngụy đấy, bao nhiêu lần định phá bỏ
cái ngôi mộ này, vì nó biết đấy là người thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà chính dân làng đồng bào chiến sĩ che chở bảo vệ cho cụ. Còn bây giờ các bạn trẻ hãy đến đó để học truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc, và biết rằng đây là người cha vĩ đại đã sinh thành ra người con vĩ đại là Hồ Chí Minh để giáo dục truyền thống. Thì đấy là mấy điều tôi muốn nhấn mạnh thêm về người thân trong gia đình bác. Bà Thanh, chị gái bác, được có 70 tuổi, mà bà lại mất vào đúng năm Điện Biên Phủ năm 1954. Bác không về được, mất ở quê. Ông Cả Khiêm, anh trai bác, ít lắm, được có 62 tuổi thôi, lại mất đúng năm 1950, là năm bác đi chiến dịch biên giới. Và đến đầu năm 51, bác tặng thanh niên chúng ta 4 câu thơ nổi tiếng: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đấy là những câu chuyện về người thân. Nhưng nếu chỉ dừng lại như vậy thôi thì sẽ rất không đầy đủ. Nhất là tuổi trẻ thanh niên phải biết cho nó rõ mối tình của bác với cô Lê Thị Huệ. Một thời ta không nói, thậm chí cấm kỵ, bởi vì ta coi bác là thần thánh. Mà thần thánh thì phải khác người thường, không có chuyện trai gái. Ta cứ nghĩ như thế mà. Chứ không bao giờ đả động gì chuyện này cả. Mà đây chỉ là thuần túy một mối tình tinh thần, chỉ có trong trái tim, chứ không có trong cuộc đời thật. Vì bác Hồ và cô Huệ có lấy nhau đâu. Chỉ là một mối tình trong tim thôi. Bây giờ hiểu ra, để mà thương bác bao nhiêu thì càng xót xa cho cô Huệ bấy nhiêu. Tại sao bác tâm sự đến thế này mà ta vẫn vô tình không để ý này? Bác nói là suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái. Đó là ai vậy? Là cô Huệ đấy. Cô tên là Lê Thị Huệ. Các bạn nhớ nhé, Lê Thị Huệ. Cô Huệ cũng không phải ai xa lạ cả. Cô Huệ cũng là con nhà quan đấy chứ. Bác là con quan phó bà Nguyễn Sinh Sắc, thì cô Huệ là con quan Lê Quang Hưng. Bố cô là Lê Quang Hưng. Bố bác là quan ở Bộ Lễ. Bộ Lễ là Bộ Giáo dục, Bộ Đào Văn hóa. Còn bố cô Huệ là quan ở Bộ Công. Bộ Công tức là Bộ Kinh tế, kiểu như Bộ Công Thương bây giờ đây. Đấy. Cả hai vị quan đều thanh liêm cương trực, không hợp với triều đình, và nó ghét bỏ, cuối cùng cũng tự bỏ mũ áo nhà quan về sống ẩn dật với dân làng. Bố bác thì còn làm nghề dạy học và làm thuốc chữa bệnh. Chứ bác kịp học được ở bố mình cái nghề bắt mạch đấy các bạn. Bắt mạch để chữa thuốc đông y này. Còn bố cô Huệ thì đau khổ lắm. Sau khi mà vợ mất thì cụ đã tục huyền, nhưng mà cuộc đời cũng không có hạnh phúc, và cuối cùng kết thúc rất thảm, là một ông già mù hát sầm ở cái bến cảng nhà rồng. Nhưng cô Huệ với tiễn bác đi là thế. Cô Lê Thị Huệ kém bác Hồ 3 tuổi. Để các bạn tính được năm sinh, năm mất của cô nhé. Kém bác Hồ 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác 11 năm. Tức là bác mất năm 69, đến tận năm 1980. Sau khi miền Nam đã giải phóng được 5 năm rồi thì cô mới mất. Và cô mất trong trạng thái một nhà tu hành, một nhà sư nữ. Cô mất ở một nơi rất xa, lại chính là quê hương người anh hùng Võ Thị Sáu, vùng đất đỏ Bà Rịa. Cô đi tu trên một ngôi chùa là chùa Thị Vải, và cũng mất ở chùa Thị Vải. Bây giờ ngôi chùa đó, địa danh đó đã thay đổi. Nếu các đồng chí có về thăm ấy, thì cái tên chùa mới bây giờ là chùa Bửu Triều. Và tình cờ là cái nhà sư mà trụ trì ngôi chùa này có một pháp danh nhà Phật lại tên là Thích Bửu Huệ, cũng tên là Huệ. Đấy, để chúng ta biết được cái lai lịch nhé.
tình cảm của bác với cô Huệ đằm thắm, thủy chung. Bác từ chối hết cũng chính là muốn chọn nghĩa thủy chung với trái tim của mình với cô Huệ. Cô Huệ tiễn bác đi rời bến cảng Nhà Rồng, cứ cầm tay bác mà khóc. Lúc bây giờ bác đã có tên là Ba, Văn Ba. Ba là cái cách gọi của miền Nam theo con số mà. Anh Ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Văn Ba trả lời là chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết bao giờ mới trở lại. Cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ, chỉ cầu mong cho Út Huệ ở lại được bình yên mạnh khỏe, rồi sẽ có hạnh phúc. Thế là mối tình mới chỉ vừa kịp chớm nở ở Huế mà bác đã từ bỏ hết, hy sinh hết. Không ràng buộc gì nhau cả, vì sự nghiệp lớn không cho phép vướng bận vào tình riêng. Đấy là sự hy sinh cao cả của bác. Cô Huệ đau đớn cầm tay bác mà khóc. Và bỗng nhiên cô nói một câu rất là đau đớn. Dặn bác thế này: nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Tiễn bác đi mà lại nói như vậy. Thế hóa ra cái câu này đấy, nó ám ảnh vào cuộc đời bác và cô Huệ lại gần như sự thật. Bởi vì trong đời bác, các bạn nhớ nhé, bác đã từng có án tử hình vắng mặt trong cái vụ án ở Hồng Kông mà luật sư Lushabai đã cứu bác, thành ân nhân của bác và ân nhân của cả dân tộc Việt Nam. Bên thềm cách mạng tháng 8, Tưởng Giới Thạch bắt giam bác 14 tháng đầy đọa khắp 30 nhà tù ở Quảng Tây Trung Quốc. Bác viết nhật ký trong tù là thế. Thì cô Huệ nói câu là nếu còn sống mà trở về, hãy cố mà tìm nhau. Cái lời dặn đó vừa tin tưởng mãnh liệt mà nó vừa như một cái ám ảnh gì đó, đầy linh cảm. Hơn thế, trước những cái vụ án về Bác Hồ thì báo chí nó cứ tung tin, báo chí nước ngoài: Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đã chết trong tù rồi. Tình cờ cái tin ấy lại lọt vào tai cô Huệ. Thế là cô đau đớn quá bỏ đi tu. Đến tận cuối đời, bác mới biết tin cô Huệ đi tu, bác khóc. Ta nhớ là bác còn kịp tặng cô Huệ cái lược chải tóc, ta gọi là kỷ vật. Cái lược ấy là của mẹ bác đã từng chải tóc, mà khi mẹ mất bác gìn giữ như thế, bây giờ trao cho người yêu. Mẹ đã từng chải tóc trên chiếc lược này, bây giờ mẹ mất rồi, anh đi xa, anh gửi lại em. Đấy là thánh thiện của một tình yêu. Cô Huệ chải tóc trong 5 tháng chờ đợi bác bằng chiếc lược đó. Đến khi quyết định xuống tóc đi tu theo nghi lễ Phật giáo thì cô cứ cầm chiếc lược mà rưng rưng nước mắt. Còn trong vườn bác chăm chút một khóm hoa Huệ. Ngày Tết, bác ra tận chợ Đồng Xuân là cái chợ lớn nhất Hà Nội, mua hoa Huệ về thắp cho mẹ, và tên loài hoa là trùng với tên một người con gái bác yêu. Đấy, mối tình của bác chỉ có thế thôi. Mà ta không hiểu bác, ta không nói chuyện này là mất đi một phần cái chân thực của đời bác. Bây giờ hiểu bác rồi, ta ra thăm bác đấy, ta sẽ thấy có một bình hoa hồng đỏ, bình hoa Huệ trắng để trong phòng làm việc của bác như trước đây. Hay là bác tặng hoa cho các cháu gái thường một bó hoa hồng, một bông hoa hồng hoặc một bông Huệ trắng. Các bạn ở quân đội hãy nhớ là bó hoa lần cuối cùng bác tặng cho tập thể đó là cái binh chủng phòng không không quân bắn máy bay Mỹ, và cái bông hoa bác tặng cho cá nhân cuối cùng chính là cô y tá Ngô Thị Oanh của quân đội chăm sóc bác trên giường bệnh những ngày cuối cùng. Hát cho bác nghe một câu hò Huế không được, câu hò Ví Dặm cũng không được, cố lắm được một câu ca quan họ Bắc Ninh: người ơi người ở đừng về, rồi bác mất. Đấy, những câu chuyện như thế là để ta hiểu thêm về bác
ngoài cái những người thân yêu thì phải nói đến cô Huệ nữa. Thế đến đây ta mới gặp lại câu chuyện là cuộc đối thoại của bác với thanh niên. Thanh niên ở gần bác, cả thanh niên nữ, thanh niên nam được bác chăm chút dạy dỗ, nhưng mà đều rất xúc động khi nghe bác kể chuyện. Thanh niên nam ấy hỏi một cách khác, thanh niên nữ hỏi bác một cách khác. Nam giới thì chỉ thích đến gần bác, có cái gì đâu để ngắm bác hút thuốc lá. Xong rồi đợi bác hút được nửa điếu thế này, mới xòe tay ra xin bác cho cháu. Thì bác phải hồn nhiên giản dị thế nào ta mới dám thế chứ. Chứ có nước nào mà có lãnh tụ với chiến sĩ có thể gần gũi thế được đâu. Bác có cho đâu. Bác cười, bác mở hộp của bác ra, bác lấy một điếu dài nguyên vẹn, bác cho. Còn cái điếu của bác vẫn hút tiếp, bác không cho đâu. Nhưng bác nói một câu hay lắm. Bác không có vợ, có con, mà bác học lời ăn tiếng nói của ông cha rất giỏi. Bác bảo thế này xem bác có hóa mình không nhé. Bác bảo, sao mà chú khôn vậy? Gái một con thuốc ngon nửa điếu mà chú lại xin của bác. Phải hiểu bác như thế chứ các đồng chí. Chứ đừng có thần thánh hóa bác. Thế còn các cháu gái, nhất là Hưng Yên. Hưng Yên là quê ngoại của bác đấy. Hưng Yên là có cái truyền thống là đội du kích Hoàng Ngân. Hoàng Ngân các ông chỉ biết rồi, nổi tiếng trong thời kỳ chống Pháp, có cả một đội du kích của phụ nữ là Hoàng Ngân. Mấy lần bác về Hưng Yên, tát nước chống hạn với nhân dân, bác trò chuyện với thanh niên, đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đi với bác. Thế là bảo với đội du kích Hoàng Ngân là cử một đại biểu nữ lên chào bác và báo cáo thành tích với bác. Thế chị em phụ nữ thì xúc động này, hay xấu hổ này, cứ đùn đẩy nhau không ai dám lên cả. Cuối cùng phải cố mãi, động viên mãi mới có một nữ thanh niên lên để báo cáo với bác và chào bác. Nhưng mà hồi hộp quá quên hết cả. Mà lại chào lại rất xúc động, chào theo kiểu rất là trang nghiêm. Bảo, cháu xin chào các vị lãnh tụ. Bác cười bảo sao lại chào thế. Bảo thưa bác cháu run quá. Bác bảo cứ bình tĩnh nào kể cho bác nghe, chứ có ai đâu mà run. Thế là cũng mãi mới nói được vài câu. Nói xong rồi không biết nói cái gì cả. Trước khi rút lui, cháu xin cảm ơn các vị lãnh tụ. Bác lại cười. Bác giải thích cái này ta xem có hay không. Nhất là các nhà giáo học bác về ngôn ngữ này. Bác bảo Pháp nó thua, nó mới rút lui, nó mới chạy. Còn ta là thắng cơ mà sao lại rút lui được. Cho nên cháu phải sửa lại là trước khi dừng lời. Thế thôi. Và đừng chào bác là vị lãnh tụ, cứ chào bác thôi. Thế thôi. Bác rất dân chủ, thân ái là thế. Bác sửa lỗi cho chúng ta rất tinh tế. Tuổi trẻ thanh niên thời đại văn minh hiện đại này này, càng phải chú trọng rèn về ngôn ngữ nhé. Cả ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết như bác ấy. Bác sửa lỗi rất tinh tế. Đấy là kiểu cháu phải là dừng lời, không phải là rút lui. Hai nữa này, khi mà bác đến thăm hội nghị, thanh niên rất mừng, cứ hỏi bác nhiều câu, rất là tình cảm. Ngay cả cái chuyện bác về quê, bác về Nghệ An quê hương mình được 2 lần thôi, không nhiều, bù lại hàng nghìn bức thư gửi cho Nghệ An. Lần thứ nhất là năm 1957, lúc bác 6-7 tuổi. Bác lại về Hà Tĩnh trước, rồi trên đường mới quay ra Nghệ An và Vinh. Đến lần thứ hai là năm 1961, lúc 71 tuổi. Và đấy là lần cuối cùng mà bác về thăm quê đấy. Thuận Yến đã để lại một bài hát để đời. Chúng ta về nhà xem cả thơ, cả nhạc, rồi hát nhé. Bác về thăm quê là như thế. Đặc biệt nữa này, khi bác về không có quà cáp gì. Bác mang một cái hộp thuốc lá thế này, chỉ có vài điếu. Bác bảo bác về thăm quê, thấy làng xóm đổi khác, bác rất mừng. Bác chẳng có quà cáp gì thì xin biếu mỗi cụ cao niên mỗi cụ một điếu thuốc lá để lấy vui. Các cụ là toàn những bạn thơ ấu của bác ngày xưa cả, đã đều được trên 70 cả. Bác đang chia thuốc cho các cụ già, bạn đồng niên của mình ngày trước, thì bỗng nhiên có một ông trung niên 40 tuổi chen vào giữa, chìa tay ra bảo bác cho cháu một điếu. Bác quay lại bác cười, bác bảo chú còn bé lắm, không hút thuốc lá được đâu.
bé là so với các cụ già đấy, đấy. Ứng xử của bác như thế đấy. Thế còn gần đây Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người phiên dịch cho bác trước đây, kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rất cảm động về cách học ngoại ngữ của bác. Ông kể là bác có một thói quen hút thuốc lá. Có một lần ông thấy bác mở hộp thuốc lá ra và bác lấy ra một cái màu giấy nhỏ. Ông mới xem thì đếm được đúng 20 từ tiếng Nga. Ông mới ngạc nhiên hỏi, bác cũng học tiếng Nga? Bác nói tiếng Nga đến người Nga cũng phải kinh ngạc. Bác giải thích là bác hút thuốc lá đó là một khuyết điểm xấu, và bác sửa chữa bằng cách là bác sẽ cứ rút một điếu thuốc thì phải thuộc một từ. 20 điếu thuốc là 20 từ, và nó có rụng đi 10 từ thì cũng còn được 10 từ. Mà ngoại ngữ đấy, cái gì nó còn lại mà không thể nào quên được thì nó mới là ngoại ngữ, tức là nó thành máu thịt. Bác phân biệt là từ ngữ và sinh ngữ. Từ ngữ là từ chết, hàng vạn từ trong óc mà không nói được. Còn sinh ngữ là từ sống, nên phải tập nói, bạo dạn mà nói, sai rồi sẽ sửa, cái gì rồi nó sẽ đúng thôi. Và cái gì nó ở trong máu thịt rồi thì sẽ không mất được. Bác còn dặn thanh niên thế này này, các cháu phải chịu khóa học ngoại ngữ. Mỗi một thứ tiếng là một ô cửa sổ nhìn ra thế giới. Bác là như vậy. Bây giờ càng ngày càng đúng nhé, thời buổi công nghệ như thế này. Và bác nói thế này, ly đi ngủ chưa ngủ được ngay đâu, cứ nhẩm đi rồi giấc ngủ nó đến tự nhiên. Thì cái gì mà nó trong trong máu thịt mình thì không bao giờ quên được. Học ngoại ngữ kiểu như bác ấy thì mới có thể chóng giỏi được, mà toàn tự học thôi mà làm chủ bao nhiêu là thứ tiếng. Thế có một lần bác đang tiếp khách một nhà báo nước ngoài là người Anh bằng tiếng Anh, thì mấy nhà báo Việt Nam cứ đi qua cửa phòng khách của bác hồi đầu cách mạng tháng 8. Bác trông thấy bác gọi vào, vào đây để bác giới thiệu mà làm quen này, toàn là các nhà báo với nhau cả, đồng nghiệp mà. Ta lại thương bác là chúng cháu không biết nói tiếng Anh, mới độc lập xong chưa được học hành gì cả. Các bạn không sao cả, nói tiếng Việt cũng được, rồi bác dịch cho. Bác là lãnh tụ của các bạn nhé. Không có một cái câu nệ khoảng cách nào cả. Khiêm tốn, hồn nhiên thế. Thế là ta mừng quá vào để bác giới thiệu. Giới thiệu xong làm quen. Các bạn bây giờ bác giới thiệu xong rồi, các chú muốn hỏi bạn cái gì thì cứ hỏi. Bác dịch cho. Ta lại muốn để cho bác khen là giỏi chính trị, toàn hỏi những câu rất là căng thẳng đấy các bạn. Ai hỏi thế này thì bác dịch thế nào? Tại sao đến giờ này mà các ông không chịu công nhận độc lập của chúng tôi? Bác nghe bác cứ cười, tủm tỉm cười. Bác nghe xong bác dịch, mà bác hứa dịch do chúng ta rồi, bác lại dịch kiểu này cơ này. Bạn thấy Hà Nội của chúng tôi thế nào? Ông ấy tưởng thật mà, không bảo Hà Nội các bạn rất đẹp, thủ đô của nước Việt Nam rất là thơ mộng, có Hồ Gươm nước biết như thế mà. Còn ta thì chả hiểu đầu đuôi ra làm sao cả, cứ nhìn bác. Ta lại hỏi tiếp một câu gay gắt hơn cơ. Tại sao các ông lại đồng lõa với thực dân Pháp xâm chiếm Nam Bộ của chúng tôi? Đấy. Bác nghe xong, bác dịch thế này mới càng ngạc nhiên này. Bạn thấy phụ nữ Việt Nam có đẹp không? Đấy. Bác bảo phụ nữ Việt Nam, họ bảo phụ nữ Việt Nam rất đẹp. Họ rất khen phụ nữ Việt Nam về tính dịu dàng, hiền hậu. Hai nữa là cái áo dài rất mềm mại thơm mộng. Thế là ta càng ngạc nhiên vì bác dịch cách dịch của bác. Đến lúc bác tiễn cái ông nhà báo này ra khỏi cửa phòng khách, bác ra hiệu giữ chúng ta lại, ý là bác phê bình. Có bạn nào làm nhà báo này, đoàn thanh niên rất nhiều báo nhé, thanh niên này, tuổi trẻ này, tiền phong này, hãy học bác về cách làm báo. Nó bảo các chú là nhà báo mà vô ý quá, các chú hỏi những câu hỏi người ta có phải là chính trị đâu, người ta có phải chính phủ đâu mà các chú đi cãi vã với người ta. Nó là nhà báo thôi mà, làm sao thân thiện cởi mở, nó yêu mến mình nó mới quảng cáo cho mình chứ. Đến Liên Xô còn chả công nhận, Trung Quốc càng không công nhận, bây giờ bảo thực dân Anh nó công nhận thì thật là kém chính trị quá. Ta mới ngạc nhiên trước cái bài học vỡ lòng bác dạy chúng ta về chính trị.
ta cứ đinh ninh là bác khen là giỏi chính trị, bây giờ bác kia là các chú kém chính trị lắm. Đúng như thế nhé. Chỗ này thanh niên phải chú trọng này. Chính trị bây giờ là chính trị thời đổi mới, hội nhập, nó phải tinh tế, phải mềm mại, phải uyển chuyển, mặc dù cực kỳ sâu sắc. Học như bác ấy, dĩ bất biến, ứng vạn biến, chứ không phải là chính trị theo kiểu giáo điều khô cứng đâu. Đấy. Câu thứ hai này, các chú là nhà báo mà sao vô ý quá, đăng tin như các chú thì lộ hết bí mật. 30 chứng minh này, đại báo các chú viết này, bác gạch hết. Bác đọc báo rất nhanh công chuyện. Ai lại, bác bận như thế này mà ngày nào cũng đọc ít nhất là từ 25 đến 30 loại báo khác nhau. Nhắc cái gì em? Cả báo nước, cả báo nước ngoài. Nhắc bao giờ có cây bút chì xanh đỏ đánh dấu cho lỗi sai. Bác bảo các chú đăng tin thế này lộ hết bí mật. Ai lại đăng tin một đơn vị diễn tập mà đăng cả quân số này, đăng cả địa điểm này, đăng cả vũ khí này, thì còn gì là bí mật nữa? Ta hồn nhiên quá mà thành ra học. Bác còn phê bình tiếp là các chú cũng không để ý những ứng xử cho nó phù hợp. Các chú làm cho đến bác cũng bị hiểu lầm. Ai để bác đón một lúc mấy đoàn khách quốc tế mà bác dặn các chú rồi không được nhất bên trọng nhất bên khinh như nhau hết. Mà các chú đăng đoàn trước, đăng đoàn sau, đoàn ảnh to, đoàn ảnh nhỏ thì không sợ người ta chê trách mình là phân biệt đối xử. Học bác về tinh tế. Câu cuối cùng này, các chú làm biên tập rất không cẩn thận. Nhà báo phải biên tập giỏi chứ. Người ta viết sai, nói sai, phải chữa rồi mới đăng. Các chú cứ thế mà đăng thôi. Mà đây là trường hợp sai của dân. Nhân dân yêu kính bác nhưng mà không hiểu dùng chữ sai. Ai đã chúc họ bác chúc thế này, chúc ngày sinh nhật này, chúc Hồ Chủ tịch bách niên giai lão. Bác cười, bác bảo câu này là chúc cho ai vậy? Câu này là dành cho cô dâu chú rể đêm tân hôn chứ. Bác có vợ có con gì đâu mà chúc bác như thế. Mà các chú cũng cứ thế mà đăng lên. Đấy. Thế là không cãi được. Cho nên tóm lại này, học bác từ những điều lớn cao cả đến những điều đơn sơ bình dị hàng ngày trong lối sống, trong ứng xử, nhất là với thanh niên, thì sẽ có được một cơ hội để mà sửa khuyết điểm, tăng ưu điểm và sống tốt đẹp hơn nữa, đúng như bác. Bác dặn thanh niên mấy cái lời này mà các bạn phải ghi lòng tạc dạ để mà nhận, để mà ứng dụng nhé. Bác nói là khuyết điểm nhiều thì ưu điểm sẽ ít đi, mà không sửa được thì sẽ yếu. Còn ưu điểm nhiều thì khuyết điểm sẽ ít, như thế sẽ mạnh lên tốt hơn. Rất là giản dị, dễ hiểu, dễ ứng dụng. Thanh niên bác dặn là đừng có đao to búa lớn, đừng đặt ra nhiều chương trình kế hoạch, nhiều mục đích. Nhiều đích quá thì loạn mắt, không trúng đích nào cả. Cho nên phải thiết thực bằng hành động. Những lời của bác là chỉ dẫn như thế đấy các bạn. Bác còn nói thế này nhé, nhân dân ấy. Nhân dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều. Câu này là dành cho quân đội, cho công an là trước hết đây này. Nhân dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều. Nhân dân ủng hộ ít thì thắng lợi ít. Nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi thành công hoàn toàn. Nên quân với dân phải như cá với nước. Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Bác kỳ vọng lắm ở quân đội về dân vận đấy nhé. Như cá với nước cơ mà. Dân vận phải khéo, phải đúng. Sao cho khi sắp đến ấy, dân biết tin là bộ đội sắp đến về làng, thì dân mong. Khi ở thì dân thương. Mà khi đi thì dân nhớ. Làm được đúng như thế thì sẽ bền chặt. Còn với công an thì càng cảm động. Các bạn có hình dung là bác để lại cho công an một tài sản vô giá không? 51 chữ thôi. 6 điều bác dạy công an, 51 chữ. Bác gửi cho một ông lãnh đạo công an rất trẻ, có 26 tuổi. Ít hơn các bạn ở đây nhiều lắm. 26 tuổi mà bác đã giao trọng trách là giám đốc công an của cả 7 tỉnh. Thời kháng chiến, khu 12. Từ
Bắc Giang đến tận Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Yên. Ông Hoàng Mai, 26 tuổi, giám đốc công an của 7 tỉnh liên. Sau này ông là thiếu tướng, ông là giám đốc Học viện An ninh Quốc gia. Thì thư gửi cho Hoàng Mai thời thanh niên chính là gửi cho công an đấy. Công an có một triết lý là công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không cũng như bộ đội vậy. Công an Bác dạy là với tự mình với mình phải cần kiệm liêm chính, với đồng sự thân ái giúp đỡ, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Chính phủ tức là đảng, hoặc trong hoàn cảnh bí mật. Với nhân dân, đây là linh hồn, kính trọng, lễ phép. Với công việc, tận tụy. Và với địch, cương quyết, khôn khéo. Địch là cả địch ngoại xâm bên ngoài, cả địch nội xâm bên trong, chủ nghĩa cá nhân. Và câu hay nhất của Bác về công an là công an là bạn dân. Bạn dân, chứ phải thân thiết với dân và bảo vệ dân. Vì dân. Chuyên đại tướng Tô Lâm, ông vừa là một chính khách, vừa là một lãnh đạo cấp cao của ngành, tư lệnh ngành. Ông còn là một nhà khoa học. Ông viết rất nhiều sách, các bạn tìm đọc. Giáo sư Tô Lâm. Và ông có chủ biên một cái công trình là 125 câu nói của Bác về công an. Cắt lọc trong hàng mười mấy tập Hồ Chí Minh ra, lấy 125 câu điển hình nhất. Tài sản của công an đấy, và bây giờ là của toàn thể thế hệ trẻ chúng ta, là của cả nước, ai cũng cần điều đó, cũng như quân đội vậy. Câu của Bác là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Câu của Bác là quân đội, từ tướng lĩnh chỉ huy trận mạc đến chiến sĩ bình thường, đều phải coi nhân dân là cha mẹ của quân đội, là nền tảng của quân đội, vân vân. Thì tôi nói như thế để các bạn hình dung là Bác dạy chúng ta rất toàn diện, không sót một đối tượng nào, và đều chú trọng vào cách làm, cách ứng xử. Thế cho nên 5 tháng trôi qua đi, dù có kể bao nhiêu về Bác vẫn là không đủ, học Bác bao nhiêu cũng không là xuể. Bây giờ chỉ xin các đồng chí lắng đọng lại trong tâm hồn mình, nhất là nghĩ về Bác Hồ, mấy cái điều như thế này. Câu của Tố Hữu: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Còn đối với các cán bộ lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, nhớ lời Bác thì phải trách nhiệm đầy đủ với thanh niên, bồi dưỡng thế hệ cho đời sau của cách mạng là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Đặc biệt nữa, chúng ta cũng đừng quên rằng tại sao trong cái bản di chúc linh thiêng này mà trước khi mất Bác lại công phu sửa chữa nhiều đến như thế các bạn. Hóa ra Bác linh cảm thấy không đợi được miền Nam. Không đợi được, Bác cố đợi mà không đợi được. Bác mới dặn là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng, thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Đến thân thể của mình cũng không nghĩ là của mình nữa, thì đây là một sự hóa thân vĩ đại, cao thượng. Nhưng Bác lại là một nhà giáo, một nhà ngôn ngữ. Bác đọc lại, Bác chữa. Tại sao Bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, gạch đi, chỉ để chữ cho thôi. Các bạn mở ra thì sẽ thấy hết này, những cái chữ đỏ này, chữ Bác chữa đây này. Bác gạch chữ xương đi là đúng đấy, vì Bác dặn là hỏa táng, nhưng mà đốt Bác đi. Bác nói là thi hài tôi yêu cầu được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Sau này có nhiều điện, điện táng nên trở thành phổ biến, như thế đã tốt, vì hợp vệ sinh cho người đang sống, lại đỡ tốn đất. Rồi Bác thêm chữ ruộng, đỡ tốn đất ruộng. Bác bảo gạch chữ xương đi, bởi vì đã hỏa táng thì chỉ còn cho thôi. Cả đời người là một bình cho thôi. Bác lại dặn tiếp là cho cả ba miền.
trong đó có miền Nam, cho thì bỏ vào ba hộp sành, cho miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp, tìm đồi cao mà chôn xuống cho đỡ tốn đất. Trên đồi cao, bác muốn nằm trong lòng đất mẹ, trong thiên nhiên. Bác lại dặn là ai đến thăm, nhớ trồng một vài cây làm kỷ niệm. Chỉ cần một ngôi nhà thoáng đãng giản đơn, để đồng bào có chỗ nghỉ ngơi, không cần bia đá tượng đồng. Trồng cây làm kỷ niệm, trồng cây nào phải sống cây ấy, phải tốt cây ấy. Lâu dần cây sẽ thành rừng, vừa đẹp cho phong cảnh, vừa lợi cho nông nghiệp. Thế giới họ đánh giá cao lắm đấy nhá. Họ nói là Hồ Chí Minh đích thực là một nhà môi trường. Là vì thế mà. Đấy. Thế còn Tố Hữu lấy cái ý này này để viết bài thơ cuối cùng cho tuổi trẻ thanh niên chúng ta. Các bạn tìm đọc. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất. Tạm biệt đây thật ra là vĩnh biệt đấy. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất. Còn mấy vần thơ một nắm cho. Thơ tặng bạn đời cho gửi đất. Sống là cho và chết cũng là cho. Tức là dâng hiến là hóa thân. Cho nên chúng ta có bao nhiêu tư liệu quý, bao nhiêu cơ hội để giáo dục tình yêu đất nước, quê hương, yêu đảng, yêu dân cho thế hệ trẻ hiện nay. Mà các đồng chí lãnh đạo thanh niên phải ra sức học tập, nâng trình độ lên để tiếp cận được những thông tin đó mà giáo dục cho tuổi trẻ. Trong đó đặc biệt là giáo dục các em thiếu niên nhi đồng theo đúng 5 điều bác dạy. Vì tôi đã có lần nói chuyện với ngành giáo dục của Đồng Tháp toàn bộ câu chuyện này rồi. Cho nên nhân đây, nhân các anh các chị thanh niên có trách nhiệm với các cháu học sinh và các thầy các cô giáo, tôi xin nhấn mạnh hai câu thôi. Một là đã đến lúc phải đặc biệt coi trọng giáo dục mầm non và tiểu học. Ta chỉ chú trọng cao đẳng đại học là không đủ đâu. Và phải chăm chút từ cái nền tảng gốc là mầm non và đại học và tiểu học. Bởi vì các bạn hình dung xem, giả sử 50 năm nữa, 50 năm nữa mà không đẩy mạnh giáo dục đấy, lui dần dần chuyện Bác Hồ trở thành cổ tích. Cho nên phải làm sống động trong lớp trẻ những câu chuyện về Bác, bắt đầu từ mầm non tiểu học. Không ai nói về mầm non hay như Bác Hồ đâu. Mầm non Bác gọi là mẫu giáo. Ta gọi là cô mẫu giáo mà, bây giờ gọi là cô giáo mầm non, tức là bậc trước tiểu học. Bác nói là mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ. Có hay không? Mẫu giáo là gì? Mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ. Cô bảo mẫu, cô mẫu giáo vừa là thầy vừa là mẹ. Cho nên cội nguồn sức mạnh của giáo dục mầm non là tình thương yêu. Và phải dạy các cháu để các cháu hồn nhiên như bản thân nó. Đừng có làm cho các cháu già sớm quá, già trước tuổi. Bác gửi thư phê bình chúng ta là các cô, các chú dạy các cháu kiểu gì mà các cháu gửi thư cho bác nói giọng như người lớn vậy. Thế là hỏng như đấy các ông. Chứ phải giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Bác là một nhà giáo dục, bác đặc biệt coi trọng phương pháp. Đấy là mầm non nhé. Tiểu học này. Tiểu học chúng ta chỉ biết đến bức thư bác gửi nhân kỷ niệm 20 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong. Năm 41 ở cứu quốc, đến năm 61 là tròn 20 năm. Thì bác có bức thư gửi cho các cháu thiếu nhi tiền tiền phong. Trong đó có 5 điều bác dạy. 5 điều này thật ra là Trung ương đoàn soạn trước cho bác. Và thông qua bác thôi. Đều rất hay và rất đúng. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, lao động đoàn kết tốt, học tập tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt. Thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Đó, nội dung là như thế. Tại sao sau này sửa lại, bác dạy các cháu thêm một từ là khiêm tốn. Khiêm tốn. Phải khiêm tốn thì sau này mới thành nhân cách lành mạnh được. Nhất là với tuổi thơ và tuổi trẻ thanh niên, tự kiêu một chút đã là hỏng rồi.
khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ. Đấy, thì đấy là điểm các đồng chí nhấn mạnh nhé, chú trọng nhấn mạnh. Thứ hai này, trở lại cội nguồn thì từ năm 46 cơ, khi đi Pháp về ở cảng Hải Phòng, 10 vạn thiếu niên đồng bào nhân dân đi đón bác trở về, bác rất cảm động. Bác gửi cho các cháu bức thư cảm ơn. Bức thư đó có 5 điều bác khuyên, cũng tức là bác dạy, mà đây mới là cái cội nguồn sâu xa. Các cháu phải siêng học, siêng tức là chăm chỉ. Các cháu phải giữ gìn sạch sẽ. Ta hay dùng từ vệ sinh, chứ bác dùng là sạch sẽ. Bác giải thích là sạch sẽ tức là không phải tắm rửa hàng ngày cho nó sạch sẽ, không ở bẩn để đau ốm. Nhưng mà sạch sẽ trong tinh thần mới là quan trọng. Không nói tục, không chửi bậy, không đánh bạn, không ăn cắp vặt. Sạch sẽ về tinh thần. Thứ ba, phải biết sống có kỷ luật. Thứ tư, phải tập sống cho văn minh. Và thứ năm quan trọng nhất, phải biết thương yêu cha mẹ, anh em. Đấy mới là hồn cốt của đạo đức. Chuyên các thầy, các cô dạy tiểu học, dưới sự lãnh đạo của các nhà trường, của ngành giáo dục, cộng với đoàn thanh niên, phải làm sao bồi đắp cho tuổi thơ về đạo đức và tâm hồn. Nền tảng của giáo dục là mầm non và tiểu học. Đấy là đầu vào của giáo dục để tạo ra chất lượng cao sau này. Và điểm cuối cùng về thanh niên, thì không có gì hơn lúc này là hãy dạy cho tuổi trẻ chúng ta biết yêu nước, yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc mình, có lòng tự trọng, và nhất là thực hiện khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển như bác đã từng hằng mong. Đấy là điều quan trọng nhất lúc này. Nói như nhà thơ Chế Lan Viên đấy, ôi tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc, nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Còn như với bác đấy, hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn dạy chúng ta là một tấc đất, một tấc biển của ông cha để lại không được suy xuyển. Tận chung với nước chưa đủ, tận hiếu với dân chưa đủ, phải giữ cho bằng được giang sơn gấm vóc của tổ quốc. Đấy là tất cả những gì chúng ta ghi nhớ để học tập làm theo bác nhân kỷ niệm sinh nhật Đoàn, cũng là nhân kỷ niệm những sự kiện lớn trong cuộc đời của bác. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn.